Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game chương 184 cự tuyệt. Nhân vật tí hon trực tiếp nổ tan xác chết, màn hình trò chơi lập tức đen lại. Chu Văn lại một lần lấy máu trọng sinh, thời điểm tiến vào trò chơi, quả nhiên bên trong đám phối sủng nhiều lên một tên hắc ám y sư. Xem thuộc tính hắc ám y sư, phát hiện hắn xuống tới truyền kỳ. Hắc ám y sư truyền kỳ, ấu sinh thể. Mệnh cách hoàng kim tay trái. Tốc độ 18. Lực lượng 12. Thân thể 13 Nguyên khí 18 Thiên phú kỹ năng giao phẫu thuật, lấy độc trị độc, thấu thị chi quan Phối hợp trạng thái vô Trong truyền kỳ hắc ám y sư cũng được coi là phối sủng không tồi Có lẽ phải chờ nó tiến hóa thành thực thể Có thể trở về sử thi, có điều cần một thời gian dài nuôi nấng Chu văn thoáng qua hình tượng của hắc ám y sư trong trò chơi Lúc đầu còn tưởng nó sẽ giống nghiêm thật Nhưng vừa nhìn thấy đã phát hiện Hắc ám y sư không phải nghiêm thật Hắc Ám Y sư mặc áo bác sĩ màu trắng, nhưng nó không giống người, mà là một người rối bằng gỗ, không phải có thân thể bằng xương thịt. Chu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Hắc Ám Y sư này giống nghiêm thật, hắn thật sự có chút khó tiếp nhận. Trong trò chơi, thử nghiệm mấy cái kỹ năng của Hắc Ám Y sư, phát hiện tên này kỳ thật là một phối sủng hệ phụ trợ, để hắn làm phẫu thuật linh tinh tương đối lợi hại, nhưng trong chiến đấu, không bằng Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ. Có điều xét về tay nghề phẫu thuật hắc ám y sư tuyệt đối là đỉnh cấp phối sủng nếu một bác sĩ có một phối sủng như thế này tám chín phần có thể trở thành danh y nổi tiếng kỹ năng phẫu thuật có thể cắt chuẩn xác sai biệt chỉ tính trên số lẻ kỹ năng lấy độc trị độc là dùng độc kích thích sinh mệnh thể làm sinh cơ trong sinh mệnh thể bùng nổ vượt qua cửa nguy hiểm nhất của quá trình giải phẫu thậm chí có thể ức chế một bộ phận virus thấu thị chi quan là kỹ năng dùng để nhìn thấu bên trong thân thể bệnh nhân so với ít quan cộng hưởng từ thì tốt hơn nhiều. Nhưng Chu Văn căn bản không hiểu y thuật, cho hắn phối sủng y học trâu bò thế này, hắn căn bản sẽ không vận dụng. Chẳng lẽ đi học chút y thuật. Chu Văn hơi có chút buồn bực, có điều lại tưởng tượng, học y thuật không phải không có tác dụng. Ở trên chiến trường, trường hợp xử lý một số ngoại thương, hắc ám y sư rất hữu dụng, chờ nó tiến hóa thành sử thi, mệnh hồn linh hồn bác sĩ đối với chiến đấu cũng có trợ giúp nhất định. Nếu hắc ám y sư trở lại sử thi, ta có thể giết sử thi sinh vật dễ dàng hơn nhiều, chỉ không biết bao lâu nữa, hắc ám y sư mới trở về sử thi. Chu Văn hết sức lạc quan, đi kiến thành cày chút trứng phối sủng đúc cho hắc ám y sư. Mấy ngày trôi qua, U Dương Lam để A Sinh tới đón hắn, nói có chuyện quan trọng muốn gặp mặt Chu Văn. Tiểu Văn, ngươi suy nghĩ kỹ chưa muốn tham gia danh ngạch đoạt chiến đặc thù thể chất hay không? U Dương Lam dừng một chút nói thêm. Tranh đoạt chi chiến sắp bắt đầu rồi. Nếu ngươi muốn tham gia, thì để ta trong hai ngày nữa đưa ngươi tới thánh địa liên bang. Lam tỷ, ta không muốn đi. Ta có thể nhường danh ngạch này cho người khác được không? Chu Văn không muốn đi tranh giành cái gì đặc thù thể chất. Có mê tiên kinh, hắn không cần tranh giành đặc thù thể chất làm gì, cũng có thể tu luyện nhiều loại nguyên khí quyết. Mỗi danh ngạch chỉ có một cơ hội sửa chữa người lựa chọn duy nhất. Lần trước đã đem danh ngạch từ An Tĩnh đổi thành ngươi, khi đó đã dùng hết lượt không có cách nào sửa đổi nếu ngươi không đi cái danh ngạch này thành phế thải tiểu tỉnh cũng không có khả năng dùng lại nữa u dương lam nhìn thấu tâm tư của chu văn mở miệng giải thích nói lam tỷ ta đối với cái danh ngạch kia thật sự không có hứng thú nếu được nói ta mong người nghĩ lại biện pháp khác chu văn cảm thấy việc đi thánh địa tranh giành đặc thù thể chất đối với hắn chính là lãng phí thời gian u dương lam than nhẹ một tiếng nói nếu ngươi không muốn đi lam tỷ cũng không ép ngươi chuyện này coi như bỏ qua danh ngạch kia tốt nhất trở thành phế thải đi dù sao đối với chúng ta vô dụng chu văn có chút ngượng ngùng có điều danh ngạch này hắn vốn dĩ không muốn hiện tại bởi chu văn cự tuyệt khiến nó thành phế thải cũng không phải lỗi do hắn u dương lam không có nhắc lại chuyện này ăn uống cùng nhau hai người hàn huyên một chút chuyện gia đình và trong trường học cơm nước xong bảo a sinh đem chu văn trở về A Sinh không phải là người thích nói chuyện, dọc đường không có nói chút gì, vẫn đưa Chu Văn về đến bên ngoài Tịch Dương học viện, lúc Chu Văn chuẩn bị xuống xe, A Sinh đột nhiên nói: "Vì sao không nhận cái danh ngạch kia việc có được danh ngạch đối với ngươi cũng không phải chuyện xấu, trong liên bang có rất nhiều đại gia tộc đều muốn có cái danh ngạch này." "Ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, đối với đặc thù thể chất gì đó, hoàn toàn không có hứng thú." Chu Văn nói. A Sinh lắc đầu nói: "Văn thiếu gia, có lẽ ngươi còn không biết, hiện tại liên bang, cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn yên bình. Trên thực tế rất nhiều địa phương trong liên bang đều xảy ra sự kiện dị thứ nguyên sinh vật thoát ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, trong đó có nhiều dị thứ nguyên sinh vật cường đại tiến vào khu vực thành thị nhân loại. Triển khai giết chóc, rất nhiều người đã chết. Dừng một chút, A Sinh lại nói tiếp. Có thể trong mấy năm nữa, cấm chế trong dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ biến mất, khi đó số lượng lớn dị thứ nguyên sinh vật tiến vào thành thị nhân loại, nếu không có đủ thực lực đừng nói bảo hộ người nhà chỉ sợ mạng mình còn khó giữ tình huống nghiêm trọng đến thế sao chu văn biết a sinh không nói dối trong ký túc xá của hắn có một con dị thứ nguyên sinh vật ăn vạ không đi mỗi ngày như đại gia chờ hắn phục vụ đến tận mồm tình hình đương nhiên nghiêm trọng rồi mới đây không lâu tại tiểu kỳ sơn đã xảy ra sự kiện toàn bộ một doanh trại lình bao gồm cả một sử thi tham tướng đã chết do ngăn cản dị thứ nguyên sinh vật hiện tiểu kỳ sơn đang tạm thời bị trấn áp dị thứ nguyên sinh vật bên trong lúc nào cũng có khả năng lao ra đến khi xuất hiện những dị thứ nguyên sinh vật cường đại mà quân đội không có cách nào ngăn cản thì ngày tận thế của nhân loại sẽ xảy ra a sinh từ kính chiếu hậu trông thấy được đôi mắt của chu văn nói không cần vì ai cả chỉ cần ngươi muốn trong thời loạn thế tìm được đường sống ngươi nên đi thánh địa một chuyến nơi đó có đồ vật có thể giúp ngươi trong loạn thế có thể sống sót cảm ơn ngươi đã nói cho ta những điều này có điều ta không muốn cùng An Gia phát sinh thêm quan hệ gì, càng không muốn nợ họ. Chu Văn nói ra những lời trong lòng mình. Có lẽ bởi A Sinh có một loại lực lượng tương tác bẩm sinh, làm Chu Văn cảm thấy có thể tín nhiệm hắn, nếu không bình thường hắn không bao giờ nói những lời đó đối với người khác. A Sinh nghe xong trầm mặt, sau một lúc khẽ thở dài. Phu nhân nói không sai, ngươi không phải người họ An, không cùng đốc quân có quan hệ huyết mạch gì, nhưng tính tình các ngươi quá giống nhau thời điểm trở lại ký túc xá tâm tình chu văn có chút trầm trọng tình huống hiện thực so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn ngay cả quân đội đều chết trận bên ngoài dị thứ nguyên lĩnh vực nếu một số lượng lớn dị thứ nguyên sinh vật lọt vào thành thị chu văn không thể tưởng tượng không biết còn bao người còn có thể sống sót tuy biết việc nguy cơ sắp đến nhưng hiện tại chu văn không thể làm được gì nhiều điều duy nhất hắn có thể làm là tăng cường thực lực lên hết mức có thể nếu ngày đó đến có lẽ hắn sẽ dùng lực lượng của chính mình cứu những người quan trọng đối với bản thân hắn. Nhìn thoáng qua Linh Dương ngủ trên ghế sofa, từ lúc nó đi ra từ lão quân Sơn đến bây giờ, gia hỏa này cả ngày ngoài ăn ngủ ra thì chả làm cái gì cả. Nếu dị thứ nguyên sinh vật đều giống nó thì tốt biết mấy, chỉ cần ăn no là ngoan ngoãn. Chu Văn cũng chỉ tưởng tượng như vậy, đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Nếu dị thứ nguyên sinh vật không tìm nhân loại gây hấn, thì với bản tính tham lam của con người, hẳn cũng đi tìm chúng để lấy những thứ có giá trị trên người dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon, không ngừng đi tìm các loại sử thi sinh vật khiêu khích, hy vọng có thể tìm được một con có khả năng chém giết. Trời không phụ lòng người, nhân vật tí hon phải chết không biết bao nhiêu lần, mới đổi lại cho Chu Văn một tia hy vọng. Đó là một loại sử thi sinh vật trong long môn động, có điều đó không phải là phi thiên, mà là một con hổ trong tân dương động, hoặc nhìn trong bình thường vô hại thế cho nên thời điểm chu văn mỗi một lần nhìn thấy nó còn tưởng nó là một con hổ bình thường cùng lắm là phàm thai sinh vật nhưng lúc lão hổ kia thực sự động lên chu văn mới biết mình ngu người nhân vật tí hon không có sức hoàn thủ bị lão hổ một ngụm nuốt xuống tuy lần đầu tiên thảm bại có điều so với các sử thi sinh vật ở nơi đó còn thảm hơn nhiều cho nên chu văn lại phải đi tìm mấy mấy con hạ cấp sử thi sinh vật nếm thử nhiều lần trong nhiều lần giao đấu cùng lão hổ chu văn dần dần phát hiện lão hổ kia có một số thói quen và một ít nhược điểm cho nên có thể cùng lão hổ kiên trì ngày càng lâu trải qua không biết bao nhiêu lần tử vong cùng thực nghiệm lặp lại chu văn cuối cùng phát hiện nếu bản thân chu văn cộng thêm hai ba tên đủ cường đại giết lão hổ này không phải việc khó hắn đã nghiên cứu thành công kế hoạch tỉ mỉ chỉ cần dựa theo kế hoạch hành sự giết chết lão hổ tuyệt đối không phải việc khó ba tên sư huynh của chu văn đều rất mạnh bọn chúng lần trước đã giúp chu văn một lần lại không lấy của chu văn chỗ tốt nào chu văn không muốn tìm bọn họ nhờ vả hỗ trợ lần nữa nghĩ tới nghĩ lui chu văn gọi một cuộc điện thoại cho lý huyền nói cho hắn kế hoạch hoang tưởng chém giết sử thi sinh vật của hắn nhờ lý huyền hỗ trợ hắn ta đi ta tin tưởng ngươi chuyện chém giết sử thi sinh vật ngươi phải để cho ta một phần trong đó lý huyền không do dự trực tiếp đáp ứng luôn loại tín nhiệm này không phải người bình thường có thể có. Chu Văn không có nói thêm gì nhiều, chỉ bảo ngày mai Lý Huyền đến đây tập hợp, có nói nhiều cũng vô dụng, chỉ mong không làm cho mọi người thất vọng, buồn lòng. Chu Văn lại suy nghĩ tiếp, lại đánh một cuộc điện thoại đến phong thu nhạn, đao pháp phong thu nhạn vừa nhanh lại đủ mạnh, không thua kém kiếm pháp của Trung Tử Nhã, cũng được coi là một trợ lực cường đại. Chu Văn thuyết minh ý tưởng kế hoạch đi sát sử thi sinh vật, hơn nữa nói cho phong thu nhạn, Vô luận tuôn ra thứ gì, hắn chỉ chỉ cần thứ nguyên kết tinh tốc độ, đồ vật khác tuôn ra bọn họ tự phân. Phong Thu Nhạn không do dự nói thẳng. Có thể chiến đấu cùng huấn luyện viên ngài, đó là cơ hội học tập phi thường tốt, ta không cần phân chia lợi lộc gì cả, chỉ cần cho ta tham gia là được. Chu Văn nghe xong có điểm muốn khóc. Đồng học Phong Thu Nhạn thật tốt, thật là một cậu bé thiện lương, nếu trên thế giới đều toàn người thiện lương giống Phong Thu Nhạn còn nơi nào trên trái đất này còn chiến tranh theo kế hoạch của chu văn có sự hỗ trợ của lý huyền cùng phong thu nhạn không có gì thay đổi hắn có thể chém giết đầu sử thi lão hổ kia có điều mưa gió thất thường hay nói cách khác người tính không bằng trời tính dù đây không phải lần đầu tiên chu văn đi chém giết sử thi sinh vật chu văn vẫn quyết định cẩn thận hơn vì thế chu văn điện một cuộc cho hoàng cực đem những lời đối với phong thu nhạn nói lại một lần cho hắn hơn nữa nói cho hoàng cực trừ bỏ thứ nguyên kết tinh tốc độ vô luận tuôn ra bất kỳ cái gì đều thuộc về hắn chu văn biết hoàng cực giống hắn đều là quỷ nghèo chỉ cần hoàng cực tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt cơ hội kiếm tiền bởi sự thi sinh vật tuôn ra bất kỳ cái gì cũng có thể bán với giá không tồi hai nếu ngươi nói sớm hơn một ngày ta khẳng định chắc chắn đi nhưng hiện tại đã tới sân bay lập tức phải lên phi cơ không đi được hoàng cực nói lên máy bay ngươi muốn đi đâu chu văn nghi hoặc hỏi ta có chút việc muốn đi một chuyến đến thánh địa liên bang trong một đoạn thời gian này không trở về được nếu ngươi không gấp chờ ta khoảng 10 ngày ta sẽ trở về hoàng cực nói chờ ngươi về nói tiếp chu văn cúp điện thoại lại lại suy nghĩ tiếp đánh số vương lộc hỏi vương lộc có hứng thú cùng đi săn giết sử thi sinh vật hay không đương nhiên hứng thú rồi chuyện thú vị như vậy làm sao có thể thiếu ta được vương lộc cười tủm tỉm hoặc nhìn thân thể vương lộc đã khôi phục hoàn toàn trong lòng chu văn âm thầm nghĩ nếu vương lộc bị tử nhân thủ biến thành trứng phối sủng không biết sẽ ra loại phối sủng gì sau khi gom đủ nhân số sáng sớm hôm sau chu văn gọi bọn lý huyền lại đây giảng giải tỉ mỉ kỹ càng kế hoạch của chính mình và yếu điểm cần chú ý lão chu Ngươi muốn giết sử thi sinh vật nào phi thiên của liên hoa động hay là kim cương trong vạn vật động? Lý Huyền cười hì hì hỏi. Những sử thi sinh vật đó quá mạnh, tính nguy hiểm quá lớn, ta muốn giết sử thi sinh vật lần này, chính là một đầu sử thi lão hổ trong tân dương động. Chu Văn nói. Lý Huyền vừa nghe, sắc mặt trở nên cổ quái. Lão hổ theo lời ngươi nói, không phải có hoa văn bạch mau, trên trán có chữ thập quái dị trên đầu chứ. Đúng vậy. Chu Văn nghi hoặc nhìn Lý Huyền, nghe ngữ khí của Lý Huyền, tựa như có vấn đề gì đó. Lý Huyền cười khổ nói. Lão hổ kia thật là một con sử thi sinh vật xếp vào loại yếu nhất, có điều nó tuôn ra đồ vật không kém, thậm chí còn có thể tuôn ra đồ hiếm, cho nên lão hổ trong tân dương động chính là động vật được bảo hộ, muốn giết nó phải có tư cách mới được. Như vậy lão hổ có thể tuôn ta đồ vật gì hiếm thấy? Chu Văn có chút không quá tin tưởng lý huyền trừng hắn một cái nói câu chuyện xưa phật đà uy hổ ngươi đã nghe chưa loại lão hổ này trong tán dương động này nghe nói là hậu đại của con hổ trong truyền thuyết kia bản thân chúng nó xác thực không mạnh nhưng mệnh cách của chúng là loại độc nhất vô nhị không ai không muốn mệnh cách của lão hổ kia là cái gì chu văn hỏi mệnh cách của nó kêu là hạnh vận tiểu hổ ngươi ngẫm lại xem một con hổ mới được sinh ra sắp bị chính mẫu thân của mình ăn mất nhưng có thể may mắn gặp được Phật Đà, xã thân cứu nó, người nói đây không phải may mắn thì gì? Lý Huyền nói Thật sự may mắn, thiên đại may mắn Vương Lộc gật đầu nói Cho nên mệnh cách hạnh vận tiểu hổ mang thuộc tính may mắn vô cùng hiếm thấy Nếu có thể thu được một con phối sủng tiểu lão hổ, mang theo nó đi theo liệp sát dị thứ nguyên sinh vật Chẳng những thu được thứ nguyên kết tinh cùng trứng phối sủng so với ngày thường nhiều hơn vài thành mà còn thuộc tính của thứ nguyên kết tinh và trị số thuộc tính của trứng phối sủng so với bình thường đều tốt hơn các ngươi nói thứ này không đáng giá thì cái nào có thể lý huyền nói đáng giá quá đáng giá tính cả thực phẩm sử thi phối sủng chỉ sợ không có giá trị bằng nó vương lộc thầm chấp nhận nói cho nên có rất nhiều muốn đạt được tiểu lão hổ đừng nói chúng ta kể cả mấy sử thi cường giả ai không muốn có một con cũng chính bởi lý do như vậy lão hổ trong tân dương động trở thành dị thứ nguyên sinh vật vô cùng quý giá cũng vì duyên cớ như vậy trong tân dương động xuất hiện nhiều lần chuyện sống mái với nhau tranh giành tiểu lão hổ cuối cùng phải xuất động quân đội mới bình ổn mọi chuyện được nhưng cũng chính từ lúc này nơi này bị quân đội tiếp quản phải tiến vào quân khu nơi đó lấy được tư cách mới được đi vào giết tiểu lão hổ nhà chúng ta ở lạc dương cũng được xếp vào hạng máu mặt có điều muốn chạy cửa sau cũng không có khả năng chu văn ta nghĩ kế hoạch của chúng ta phải có sự thay đổi lý huyền nói chu văn không nghĩ chuyện lựa chọn giết lão hổ lại phức tạp như vậy không khỏi nhíu mày hỏi muốn đạt được tư cách đi vào chém giết lão hổ phải làm như thế nào chu văn đối với mệnh cách hạnh vận tiểu hổ rất có hứng thú có điều đây không phải là mục tiêu của hắn chỉ cần thu được thứ nguyên kết tinh tốc độ là ok nếu một lần nữa lập kế hoạch khác chu văn muốn chọn một đầu sử thi sinh vật nhỏ yếu khác gần nhất cũng không đơn giản nói đến cái này toàn bộ mấy tên tai to mặt lớn trong thành lạc dương đều nóng lòng thời điểm bắt đầu ai ai cũng muốn lựa vào quan hệ của mình đạt được tư cách sát hổ nhưng ngươi nghĩ lại xem mấy lão đại trong lạc dương đó không ai không phải dạng vừa cho nên quân đội bên kia không thể không cho họ một chút mặt mũi trong lúc này không biết ai nghĩ ra một cái chủ ý bên ngoài tân dương đông bố trí một cái đại hạnh vận đĩa quay có thể đạt được tư cách sát tiểu lão hổ hãy để khí vận của ngươi quyết định đi. Mỗi một lần dùng thứ đồ chơi kia phải mất một vạn, nếu được thì có tư cách đi vào trong 24 giờ. Thời điểm Lý Huyền nói, rõ ràng có điểm vui sướng khi có người gặp họa. Một vạn một lần không tính là nhiều đối với những tên lão đại đó có nhiều tiền đó, tốn chút tiền không phải được sao, có cái gì kỳ quái. Vương Lộc khó hiểu hỏi. Nếu nó đơn giản như vậy thì tốt quá rồi, quân đội làm hạnh vận đĩa quay, do máy tính điện tử không chế, chỉ cần ấn nút khởi động, hạnh vận đĩa quay tự xoay tròn, hơn nữa có chuyên gia quân đội trông coi, con người không thể nào khống chế quái nhiễu, xác suất có thể trúng rất thấp. Đã từng có một tên lão đại, dẫn người thử hạnh vận đĩa quay, xoay mấy trăm lần, mới đạt được một lần. Trong đoạn thời gian này, quân đội mượn thứ này kiếm không ít tiền, thật sự quá lợi hại. Có điều không có biện pháp khác, bởi ai chả muốn có một đầu lão hổ chứ, vẫn muốn thử vận may tí số nhỏ thì phải quay hai ba trăm lần hên thì chục lần thì đạt được nhưng cho dù ngươi đạt được tư cách cũng chưa chắc sát được tiểu lão hổ chưa nói đến tiểu lão hổ có tuôn ra trứng phối sủng hay không lý huyền nói mà nước miếng tung bay đây không phải lừa đảo hay sao chu văn nhíu mày nói hiện tại hắn hoàn toàn bỏ đi ý tưởng sát lão hổ mất nhiều tiền như vậy hắn trực tiếp đi mua thứ nguyên kết tinh tốc độ cho đỡ mệt chính là lừa đảo nhưng ngươi muốn tiểu lão hổ còn có biện pháp khác sao có điều có quá người có nhiều tiền không phải nghèo như chúng ta trước kia ta cũng tính toán đi đến xem thử như thế nào nhưng ngẫm lại tiền tiêu vặt của mình không quay được mấy lần nên đã bỏ ý nghĩ này lý huyền mở tay ra nói nếu như vậy xem ra kế hoạch lần này chỉ có thể từ bỏ để ta trở về nghiên cứu tiếp tìm một con sử thi sinh vật khác làm mục tiêu chu văn nói không cần từ bỏ các ngươi theo ta ta có biện pháp tiến vào tân dương động ngươi có biện pháp gì lý huyền có chút không tin nhìn vương lộc hỏi bối cảnh vương lộc tuy rằng thâm hậu nhưng nàng không phải là người lạc dương lý huyền không tin nàng có mặt mũi hơn lý gia bọn họ có thể đi cửa sau đạt được tư cách tiến vào tân dương động theo ta là được đến lúc đó các ngươi sẽ biết bộ dáng vương lộc như định trước mọi chuyện chu văn lý huyền phong thu nhạn đành phải theo vương lộc cùng đi tân dương động chu văn không giải thích kế hoạch của mình trước tính toán nhìn xem vương lộc có thể đạt được tư cách tiến vào tân dương động sát lão hổ mau chóng bốn người tiến đến bên ngoài tân dương động tân dương động không phải phong tỏa hoàn toàn chỉ có huyệt động tiểu lão hổ hay lui tới mới có quân đội quản lý lý huyền mang bọn chu văn tiến vào tân dương động đi không lâu quả nhiên nhìn thấy có binh lính thủ ngoài một cái hang động bên cạnh có một đĩa hạnh vận đĩa quay hạnh vận đĩa quay có màu trắng bắt mắt trong đo có một cái vạch như tơ hồng kim đồng hồ phải quay chuẩn vào nó hệ thống mới có thể đoán định chính xác toàn bộ mặt trên của hạnh vận đĩa quay chỉ có một nút ấn màu đỏ ấn mạnh hạnh vận đĩa quay quay nhanh trong thời gian dài ấn nhẹ hạnh vận đĩa quay quay chậm thời gian quay mau hơn trên này có thể tiến hành thao tác cũng chỉ có cái nút này chu văn muốn dùng thính lực đế thính nghe bên trong đĩa quay có cấu tọa như thế nào nhưng không thể nào nghe được tí gì không biết trong chiếc hạnh vận đĩa quay dùng cái gì tạo thành chúng ta cần mất bao lâu mới xử lý xong lão hổ vương lộc nhìn về phía chu văn hỏi nếu chỉ chết chắc cũng nhanh thôi không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất mất nửa giờ chu văn nghĩ nói trong trò chơi hắn đối mặt lão hổ lúc nào cũng được nhưng không biết trong hiện thực phải mất bao lâu lão hổ mới xuất hiện trong tân dương động lý huyền nói nghe nói nói đại khái hai ba thiên thời gian sẽ có một con lão hổ chui vào hơn nữa đều chỉ có một con lão hổ ở trong động sẽ không đồng thời có mấy lão hổ cùng nhau xuất hiện, cũng không biết nếu giết xong có xuất hiện thêm không. Ta đã biết. Vương Lộc hướng hạnh vận đĩa quay đi tới, nói với mấy binh lính trông coi. Ta muốn quay ba lần hạnh vận đĩa quay, trả tiền như thế nào? Trả tiền mặt, quét mã, chuyển khoản đều có thể. Binh lính cười nói. Vương Lộc, như kiểu phương pháp của ngươi, chẳng khác gì vứt tiền ra ngoài cửa sổ không bằng trực tiếp đem tiền cho Chu Văn, để hắn mua luôn một khối thứ nguyên kết tinh tốc độ đi. Lý Huyền mở to mắt nhìn nói. Ngươi xem đã đủ chưa? Vương Lộc nhìn binh lính nói, sau đó đi tới trước hạnh vận đĩa quay, tiếp nhận quân đội kiểm tra, rồi trực tiếp duỗi tay nhấn vào phía trên nút màu đỏ. Hạnh vận đĩa quay quay lộn xộn, một hồi lâu mới ngừng lại được. Cộp 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 đăng. Thời điểm hạnh vận đĩa quay dừng lại, Chu Văn, Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn ba người đôi mắt đều trừng lớn, không thể tưởng tượng nhìn lại hạnh vận đĩa quay. Kim đồng hồ dừng lại lập tức chỉ đúng chỗ trên vạch tơ đỏ, toàn bộ hạnh vận đĩa quay đều sáng lên, đồng thời thông báo đủ tư cách. Quát dơ phát. Thế méo nào đỏ thế, một phát ăn luôn. Đôi mắt Lý Huyền như muốn đổ tung. Có quan quân tới, cũng không có chúc mừng vương lộc trúng thưởng, mà cẩn thận kiểm tra rồi một lần hạnh vận đĩa quay, lại thử vài lần, xác định hạnh vận đĩa quay bình thường lúc sau, mới nhìn vương lộc nói, cô nương, ngươi thật may mắn, chúc mừng ngươi đạt được thời gian 24 tiếng đồng hồ, hiện tại ngươi có thể đi vào. Chờ một chút, ta còn có hai lần cơ hội nữa. Vương Lộc nói, lại ấn tiếp cái nút màu đỏ, hạnh vận đĩa quay lại tiếp tục quay. Thời điểm hạnh vận đĩa quay dừng lại, Lý Huyền, Chu Văn, Phong Thu Nhạn đều há to miệng, nhìn đi nhìn lại Vương Lộc cùng hạnh vận đĩa quay. Chỉ thấy ánh đèn lập lòe, âm nhạc tề minh, Vương Lộc lại trúng sắc mặt quan quân kia biến đổi vội vàng kiểm tra máy móc một lần kết quả vẫn hết thảy bình thường lại thử rất nhiều lần đều không có trúng hiển nhiên hạnh vận đĩa quay không có bất luận vấn đề gì cô nương chúc mừng ngươi lại đạt được thời gian 24 tiếng đồng hồ còn một lần ngươi còn muốn quay tiếp vị quan kia nhìn chằm chằm vương lộc hỏi hiển nhiên hắn hoài nghi vương lộc có vấn đề vì cái gì mà không quay tiếp vương lộc nói sau đó lại ấn tiếp nút màu đỏ lúc này toàn bộ chuyên gia quân đội kiểm tra hạnh vận đĩa quay nhìn chằm chằm vương lộc muốn biết vương lộc có sử dụng loại thủ thuật nào can thiệp vào hạnh vận đĩa quay hay không hắn là người được giao phụ trách an ninh hạnh vận đĩa quay có được năng lực đặc thù nếu có lực lượng ảnh hưởng đến hạnh vận đĩa quay hắn không có khả năng không phát hiện nhưng hắn nhìn vương lộc từ đầu đến cuối vương lộc xác thực không dùng bất kỳ loại lực lượng nào gian lận cả thời điểm hạnh vận đĩa quay dừng lại kim đồng hồ lại dừng đúng vạch tơ hồng hạnh vận đĩa quay lại sáng, thông báo trúng. Trên trán quan quân toát ra mồ hôi lạnh, không cho rằng một truyền kỳ học sinh có thể trước mặt hắn gian lận được, nhưng liên tục trúng ba lần, điều này hoàn toàn không có khả năng, căn bản không có khả năng xuất hiện tỷ lệ trúng thưởng cao như vậy. 72 tiếng đồng hồ, hy vọng đủ dùng. Vương Lộc trở về trước mặt ba người Chu Văn nói. Đủ rồi. Đủ rồi. Ba người Lý Huyền theo bản năng gật đầu trả lời cả đám quan quân nhìn bọn vương lộc như nhìn quái vật bốn người cùng nhau tiến vào bên trong động vương lộc ngươi làm như thế nào vậy ta nguyện ý trả ngươi tiền mua phương pháp của ngươi tới chỗ không người lý huyền vội vàng hỏi vương lộc hắn cũng tin rằng vương lộc gian lận tới chỗ không người lý huyền vội vàng hỏi vương lộc hắn cũng tin rằng vương lộc gian lận chỉ là bọn hắn không có nhìn ra thủ đoạn thôi vương lộc cười nói không có phương pháp gì cả chỉ tùy tiện ấn vài cái sau đó lên chúng hừ không nói thì thôi lý huyền tự nhiên không chịu tin tưởng vương lộc thấy hắn không tin lại nói thêm con người của ta không có ưu điểm nào đặc biệt chỉ có vận khí tốt hơn người khác thôi ta nghe ba ta kể lại thời điểm ta còn chưa đi học cha ta mang ta đi ra ngoài tản bộ lúc đó ta trong xe nôi bò ra bên ngoài bò tới chỗ bụi cỏ nhặt tờ giấy không ai ngờ đó là một tờ vé số độc đắc trúng thưởng có giá trị bảy tám trăm vạn thời điểm ta đi nhà trẻ một lần lên vỉa hè mua kẹp tóc ai ngờ cái kẹp tóc đấy bên trên khảm một viên thứ nguyên kết tinh cao cấp thời ta đi học tiểu học ngươi đừng chém gió nữa lý huyền căn bản không tin trên thế giới này có người may mắn như thế dù sao từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ trúng vé số lần nào đừng nói là tùy tiện nhặt hơn nữa vương lộc lại kể chuyện xưa của nàng biết đâu ả đang nói dối trên người ngươi có tiền xu hay không? Vương Lộc trầm ngâm nói. Có, muốn đoán tiền xu sao? Lý Huyền lấy một đồng tiền xu nói. Ta cược 10 lần mặt ngửa, ngươi tung đi. Vương Lộc nói. Hừ, ta thật không tin. Lý Huyền cầm đồng xu trong tay tung lên, kết quả rơi xuống lúc sau, thật đúng là mặt ngửa. Liên tục 10 lần, Lý Huyền nhìn Vương Lộc như gặp quỷ. Lộc tỷ, Ngươi chính là tỷ tỷ đáng yêu của ta, ngươi chính là hạnh vận tiểu hổ hình người, lần sau ngươi có dẫn ta đi được không? Thời điểm Lý Huyền phản ứng, thiếu chút nữa nhào lên ôm đùi Vương Lộc. Thôi đừng náo loạn, trước hết nghe ta nói kế hoạch kỹ càng, sau đó các ngươi nghe ta chỉ huy, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào, lão hổ kia tuy xếp bét bản sử thi sinh vật, nhưng dù sao nó vẫn là sử thi, chỉ cần có một điểm sai lầm, có khả năng mất mạng. Chu Văn dặn dò bọn họ hai ba lần, tuyệt đối không thể qua loa được ngươi cứ yên tâm đi cho dù chúng ta là kẻ ngốc cũng biết lão hổ không phải dạng vừa có điều chu văn ngươi không có giết tiểu lão hổ lần nào cái phương pháp này ngươi kiếm ở đâu vậy xem video trên mạng nghiên cứu chu văn nói cái này đáng tin cậy sao những video đó toàn là sử thi cường giả đối chiến lão hổ chúng ta làm gì có thực lực như họ lý huyền nói các ngươi nói không sai có điều phương pháp này ta khẳng định đáng tin cậy. Chu Văn khẳng định kế hoạch của hắn không thành vấn đề, hắn thử không biết bao nhiêu lần, chẳng qua thực lực của hắn không đủ, nếu không kế hoạch này hắn cũng chẳng mất công nghĩ. Đem kế hoạch giảng giải tỉ mỉ cho ba người phong thu nhạn nghe, đặc biệt quá trình phối hợp, Chu Văn cho bọn họ diễn luyện mấy lần, thấy bọn họ phối hợp khá ổn, lúc này mới xác định không có vấn đề gì, mới mang theo bọn họ theo hướng chỗ sâu nhất trong huyệt động mà đi. Chu Văn, kế hoạch này có thể sửa lại hay không để vương lộc kết thúc lão hổ kia phát cuối lý huyền nói với chu văn có thể chu văn sản khoái đáp ứng nếu để vương lộc kết liễu lão hổ khẳng định có thể tuôn ra đồ vật xịn tiểu lão hổ thưa thớt như vậy nếu không tuôn ra đồ vật bọn họ lại mất công chờ mất mấy ngày nữa mới tới ai biết vương lộc lại lắc đầu nói ta không thích sát sinh tốt nhất các ngươi nên tự mình kết liễu đi Đi xuyên qua mấy hang đá, bỗng nhiên nhìn thấy trên một cục đá có một lão hổ hoa văn bạch hổ, lão hổ kia cũng phát hiện bọn Chu Văn, trích gào một tiếng, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống dưới, hướng về Chu Văn phát động công kích. Huyền trái tam, phong phải bốn, lộc lui năm. Chu Văn vì muốn giảm bớt phiền toái, chỉ nói một chữ trong tên bọn họ. Đây thực sự là sinh vật cấp sử thi sao? 20 phút sau, Lý Huyền cổ quái nhìn hạnh vận tiểu hổ ngã vào trong vũng máu, thực sự có chút không thể tin được, đây thực sự là sinh vật cấp sử thi sao. Bọn hắn chỉ dùng không đến 20 phút, không chút tổn thương đã thành công giết tiểu lão hổ, thực sự khiến người không thể tin được. Trừ nó ra, còn có hạnh vận tiểu hổ thứ hai nào sao? Chu Văn nói. Biết nó yếu, không nghĩ lại yếu như vậy, không hổ là sinh vật cấp sử thi yếu nhất. Lý Huyền nói. Phong thu nhạn lại nghiêm túc. Không, không phải lão hổ yếu, mà là kế hoạch của giáo luyện quá chính xác, lão hổ căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của nó, đã bị chúng ta cường thề đánh chết, nếu không có kế hoạch của giáo luyện, chúng ta có thể giết nó không còn là cả một vấn đề. Lão Phong, một chút hài hước cũng không có. Lý Huyền biểu môi. Được rồi, lão Phong ngươi lên xem chút đi, xem đầu lão hổ này có rơi ra thứ gì tốt không, tốt nhất là có tốc độ kết tinh, tránh cho lần sau lại phải tới. Phong thu nhạn không đáp, Trực tiếp đi tới trước thi thể lão hổ, dùng đao cắt mở thi thể, rất nhanh liền phát hiện một quả trứng phối sủng trong suốt như bạch ngọc. Con mẹ nó, hạnh vận tiểu hổ. Lý Huyền trừng lớn hai mắt, vận khí của bọn hắn thực sự quá tốt, giết một con hổ, lập tức thu được trứng phối sủng, thế này khiến đám người giết không biết bao nhiêu đầu lão hổ cũng không thu được trứng phối sủng sao mà chịu nổi a. À. Trứng phối sủng thì chia thế nào? Vương Lộc nói, "Ta đã nói Ta chỉ cần tốc độ kết tinh, cái khác thuộc về các ngươi." Chu Văn rút lui, trước đó hắn đã nói rõ, tất nhiên sẽ không vì một đầu phối sủng mà nuốt lời. Hạnh vận tiểu hổ dù trân quý, người khác rất khó được, thế nhưng Chu Văn hắn muốn, cũng không phải việc khó. "Ta đến chỉ để giúp Chu Văn, ta cũng đã nói, ta không cần gì cả." Lý Huyền nói. "Ta không cần." Phong Thu nhạn càng thêm dứt khoát. "Ta cũng rất muốn." thế nhưng thứ này quá quý, ta lấy cũng không thích hợp, vậy đi, trứng phối sủng ta lấy, phần các ngươi có thể đổi thành tiền hoặc vật phẩm. Vương Lộc nói, mấy ca thiếu tiền sao so với đưa tiền, không bằng về sau ngươi giúp chúng ta mấy lần, thứ nhất là Chu Văn muốn tốc độ kết tinh, thứ hai cũng xem có thể thu được thêm vài đầu lão hổ hay không, lúc đó mỗi chúng ta một con, mang ra ngoài thì đúng là phong cách. Lý Huyền nói, không thành vấn đề, gọi ta lúc nào cũng được vương lộc cũng biết thứ như hạnh vận tiểu hổ dùng tiền không thể tính được muốn lấy đi chỉ có thể dùng nhân tình trả lại ba ngày sau mới có thể xuất hiện đầu hạnh vận tiểu hổ thứ hai bốn người chỉ có thể về trước chờ ba ngày sau lại tới chu văn hơi chút buồn bực hắn đọc bài giới thiệu của người khác nói hạnh vận tiểu hổ thường thường sẽ tuôn ra tốc độ kết tinh cũng không biết có phải may mắn của vương lộc quá tốt hay không ảnh hưởng tới kết quả trực tiếp thu được trứng phối sủng muốn giết hạnh vận tiểu hổ nữa phải cần ba ngày, thời gian này quá lâu, ta nên nghiên cứu xem, có thể giết đầu sử thi nào khác không? Chu Văn chuẩn bị vào game, lại đột nhiên nghe tiếng đập cửa. Mở cửa, lập tức thấy người gõ cửa là An Tĩnh. Tìm ta có việc. Chu Văn có chút nghi hoặc hỏi. Có thể đi vào rồi nói không? Lúc này, An Tĩnh như rất bình tĩnh, thần sắc không có bất cứ điểm gì khác thường. Chu Văn mời An Tĩnh vào, rót cho nàng một ly trà. An Tĩnh chỉ chạm vào chén, nhìn Chu Văn nói: "Vì sao ngươi cự tuyệt tham gia tranh đoạt thể chất? Chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao Chu Văn thuận miệng nói." An Tĩnh nhìn Chu Văn, tiếp tục nói: "Chính bởi như vậy, nên ngươi mới cự tuyệt tham gia tranh đoạt. Xem như là một phần nguyên nhân đi, nếu đây vốn là tư cách thuộc về ngươi, ta không có hứng thú, mà cũng không muốn hứng thú." Chu Văn nói: ngươi hẳn cũng biết tư cách chỉ có thể sửa một lần ngươi có đi hay không ta cũng không thể đi an tĩnh nói ta biết có điều đồ của ngươi là của ngươi ta không thể vì ngươi không cần mà lấy đồ của ngươi được chu văn nói ta hiểu an tĩnh đang nghe truyện trên tv audio cv khẽ gật đầu trầm ngâm một lát ngẩng đầu nhìn chu văn nói còn nhớ lần trước ta đưa ngươi vào quân doanh ngươi đáp ứng nợ ta một điều kiện chứ đương nhiên nhớ ngươi có thể ra điều kiện bất cứ lúc nào có điều phải nằm trong phạm vi năng lực của ta và ta cũng sẽ không làm chuyện hại người ít ta bản thân nợ người ta chu văn tự nhiên không dám quên ngươi nhận là được vậy ngươi chuẩn bị đi ngày mai an sinh sẽ đưa ngươi đi thánh địa an tỉnh nói ngươi có ý gì chu văn hơi chút nao nao điều kiện của ta chính là để ngươi thay ta đi tham dự tranh đoạt thể chất đặc thù nói như vậy đủ rõ chưa nghe hiểu không An tĩnh nhàn nhạt nói. Vì sao muốn ta đi không phải ngươi vẫn luôn không muốn ta đi sao? Chu Văn nhíu mày nhìn An tĩnh, không biết An tĩnh có ý gì. Trước đó nàng liều mạng ngăn cản hắn, thậm chí không tiếp chuyển tới quy đức để đánh hắn một trận, hiện tại lại một hai muốn hắn đi. Nể mặt phong thúc, ta cũng không thể giáo huấn ngươi nữa, thánh địa kia là nơi tập trung của vô số thiên tài, để bọn hắn giáo huấn ngươi cũng tốt, xem như giúp ta xả hận, cũng cho ông ngoại cùng mẹ ta biết, Bọn họ xem trọng ngươi cũng không có tác dụng, chỉ có ta mới có thể giúp An gia đoạt được thể chất đặc thù." An Tĩnh nói xong, liền quay người rời khỏi ký túc xá của Chu Văn, lúc đi tới cửa, An Tĩnh dừng lại, không quay đầu. "Nhớ kỹ, 10 giờ ngày mai An Sinh sẽ tới, đây là ngươi nợ ta." Nhất thời, Chu Văn không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn An Tĩnh rời đi. "Có đi hay không đây?" Chu Văn có chút do dự, Hắn không muốn có bất cứ liên hệ gì với huynh muội An Gia, cho nên dù tư cách của An tỉnh có biến thành phế thải, hắn cũng không muốn. Thế nhưng, lại không biết An tỉnh đột nhiên lấy điều kiện làm trao đổi, nhất định muốn hắn đi thánh địa. Chu Văn không biết vì sao An tỉnh phải làm vậy, cho nên lòng có chút do dự. Suy tư một hồi, Chu Văn lấy điện thoại bình thường, gọi cho U Dương Lam. Tiểu Văn, có chuyện gì vậy? U Dương Lam vẫn thân thiết như thường, mặc cho lần trước chu văn cự tuyệt nàng thái độ của nàng với chu văn vẫn không chút thay đổi lam tỷ thực sự không thể để an tĩnh đi thánh địa sao chu văn hỏi thực sự không được nếu là nhà khác thì còn may nhưng liên bang vẫn luôn kiên kỵ an gia giờ có thể hủy tư cách của an gia bọn hắn cầu còn không kịp sao có thể lại cho an gia cơ hội khác u dương lam dừng một chút lại nói ngươi không cần cảm thấy có lỗi không muốn đi thì thôi mà nói ra cũng là ta ích kỷ bởi vì nơi đó quá nguy hiểm không muốn tiểu tỉnh đi mạo hiểm cho nên đẩy ngươi lên là lam tỷ không tốt lam tỷ có thể cho ta xem tư liệu về thánh địa không chu văn nghĩ nghĩ lại nói nếu hắn không muốn nợ an gia vô luận là an tỉnh có mục đích gì chu văn đều phải chuẩn bị đi một chuyến trả lại điều kiện nợ an tỉnh ngươi thực sự không cần miễn cưỡng không đi cũng không sao u dương lam nói ta muốn đi xem chu văn đành phải nói vậy được rồi để ta gửi tư liệu cho ngươi u dương lam dừng chút lại nói ngươi xem tư liệu trước rồi tính nếu không nắm chắc vậy đừng đi nếu chẳng may có chuyện gì ta cũng không dễ ăn nói với lăng phong được lam tỷ cứ gửi tư liệu cho ta đi chu văn hàm hồ u dương lam gửi tư liệu về thánh địa cho chu văn chu văn xem qua mới biết thánh địa kia kỳ thực là một cái dị lĩnh vực cực lớn. Khác với dị lĩnh vực bình thường, trong thánh địa có vô số sinh vật cường đại, những sinh vật có có thể giao cho nhân loại những huyết mạch đặc thù, khiến thể chất của nhân loại thay đổi. Chẳng qua, những sinh vật cường đại đó sẽ không tùy tiện ban huyết mạch cho nhân loại, người muốn có, phải thông qua được khảo nghiệm, mới có thể thu được huyết mạch của chúng. Trước mắt, những huyết mạch đã biết thuộc về sáu vị anh hùng, thần thánh hoàng thể của ước hàng chính là một trong số đó, chẳng qua ước hàng chỉ là huyết mạch được di truyền, tự nhiên kém đời thứ nhất. Thần thánh hoàng thể Chu Văn đã gặp qua, năm thể chất khác cũng có đặc biệt riêng, trong đó, loại được giới thiệu kỹ nhất chính là Thái Dương thần thể, một loại thể chất dương cực, cần phải luyện chí dương nguyên khí quyết mới có thể tham gia khảo nghiệm. Không thể nghi ngờ, xạ nhật quyết chính là nguyên khí quyết chuẩn bị cho Thái Dương thần thể, chỉ tiếc Chu Văn không luyện xạ nhật quyết, đến lúc đó có thể thu được Thái Dương thần thể hay không còn khó nói. Lam tỷ, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn đi thánh địa. Chu Văn cảm thấy bản thân đi một chuyến cũng không sao, có thể trả nhân tình cho an tĩnh, cũng có thể thử xem, có thể cài thánh địa vào trong điện thoại hay không. Nếu có thể, nói không chừng có thể lợi dụng mê tiên kinh, thu được các loại thể chất đặc thù. Ta cần cẩn thận suy xét một chút, cảm thấy ngươi vẫn không nên đi. U Dương Lam đột nhiên nói. Vì sao? Chu Văn nghi vấn hỏi u dương lam cười khổ nói trước kia thiên tá từng đi qua một lần có điều lần đó không ai đạt được thể chất đặc thù vì sao lại vậy chu văn càng thêm khó hiểu khụ khụ lần đó hắn cùng đám thiên tài trẻ tuổi khác phát sinh một số chuyện không thoải mái cuối cùng biến thành đau thương va chạm cho nên đám thiên tài khác khá không hữu hảo với an gia nếu ngươi đi thay an gia hẳn là bọn hắn sẽ nhằm vào ngươi đến lúc đó sẽ rất phiền toái cho nên vẫn không nên đi thì hơn có thể tới thánh địa, cao nhất là truyền kỳ a. Chu Văn nghĩ lại hỏi. Đúng vậy, thánh địa có cấm chế, vượt qua truyền kỳ sẽ không thể vào. U Dương Lam trả lời. Ta đi. Chu Văn cắn răng nói, giống như lời An Tĩnh nói, nơi đó có rất nhiều thiên chi kiêu tử chờ giáo húng hắn, có điều nếu đã đồng ý, không có lý nào lại lui bước. U Dương Lam lại nói một số việc cần chú ý, nói Chu Văn phải cẩn thận có cơ hội thu được thể chất đặc thù là tốt nhất, còn không cũng không sao, hết thảy phải lấy an toàn làm trọng. Tính tình hai mẹ con sao lại khác nhau đến vậy? Nếu không phải khuôn mặt của An Tĩnh rất giống U Dương Lam, Chu Văn thực sự hoài nghi, rốt cục An Tĩnh có phải là con của U Dương Lam không nữa? Tuy rằng hắn đã quyết muốn đi thánh địa, có điều trước đó, hắn phải đem tốc độ của bản thân tăng lên tới 21, luyện hóa viên nguyên khí kỹ kết tinh kia rồi đi cũng không muộn. Giờ chờ giết Hạnh vận tiểu hổ khẳng định không kịp, đừng nói là trong Tân Dương động còn có hay không, cho dù là có, giết rồi cũng chưa chắc thu được kết tinh. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, hiện chỉ có một con đường, chính là đi mua một viên tốc độ kết tinh tại cửa hàng. Giá của kết tinh cấp sử thi đều không rẻ, còn may hắn chỉ cần loại 21 điểm, trong sử thi cũng coi là cấp thấp nhất, giá hẳn cũng sẽ không quá thái quá. Có điều dù như thế, giá của nó cũng không phải người thường có thể tiếp thu nếu không phải chuyện quá cấp bách, Chu Văn cũng sẽ không chọn dùng tiền để mua, dù sao hắn cũng rất thiếu tiền. Chu Văn nhờ An Sinh hỗ trợ, xin thủ tục nghỉ học mấy hôm, dù sao mai hắn phải đi thánh địa, 10 ngày nửa tháng khẳng định chưa thể về, cho nên làm sớm làm muộn đều như thế. Để An Sinh lái xe đưa tới cửa hàng Tây Nguyên, lúc này khánh nhân trong cửa hàng cũng không ít, không giống lần trước, chỉ có hai người Chu Văn cùng U Dương Lam chọn đồ. Đi ngang qua các quầy để đồ, Chu Văn nhìn lại vài lần, không khỏi nhớ lại dãy số viết tay trên tấm danh thiếp kia. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết những con số này có ý nghĩa gì, cũng không thể xác định nó có phải mật mã tủ đồ hay không. "Văn thiếu gia, ngươi muốn mua kết tinh thuộc tính gì?" An Sinh thấy Chu Văn tới trước quầy thứ nguyên kết tinh, liền hỏi một câu. "Ta muốn mua một viên tốc độ kết tinh cấp sử thi, 21 điểm là được." Chu Văn nói. "Văn thiếu gia, hiện ngài còn chưa tấn chức sử thi." nếu hấp thu thứ nguyên kết tinh cấp sử thi sẽ quá nguy hiểm nếu ngươi cần truyền kỳ kết tinh cấp cao ta có thể chuẩn bị cho ngài an sinh nói không cần chu văn lắc đầu cự tuyệt thứ nguyên kết tinh mà an sinh lấy tới tất nhiên chính là đồ của an gia an sinh thế nào lại rảnh rỗi đến đây vậy chu văn đang xem kết tinh đột nhiên nghe được thanh âm một lão giả quay đầu nhìn lại thấy người nói chuyện quả là một lão nhân hoặc nhìn có chút ốm yếu tần lão gia tử ta cùng văn thiếu gia tới mua kết tinh an sinh cung kính trả lời lúc này chu văn mới ý thức được lão nhân thoạt nhìn ốm yếu trước mắt này hẳn chính là ông chủ của cửa hàng tần tây nguyên tần tây nguyên kinh ngạc nhìn chu văn người trẻ tuổi ngươi chính là chu văn tần lão gia tử biết ta chu văn có chút ngoài ý muốn tần tây nguyên cười cười đương nhiên biết chuyện lam nha đầu kết hôn cùng lão cha ngươi thành lạc dương này có ai mà không biết nói tần tây nguyên kéo tay chu văn vào trong cửa tiệm vừa đi vừa nói đồ bên ngoài đều để lừa người bình thường thôi ngươi là người của lam nha đầu nay tới bảo khố của ta xem đi lão gia tử ta chỉ muốn mua một khối tốc độ kết tinh cấp sử thi bình thường là được rồi chu văn nói mua hay không không quan trọng trước nhìn rồi nói tần tây nguyên cười ha ha kéo chu văn vào thang máy tần tây nguyên kéo chu văn trực tiếp xuống tầng hầm rời khỏi thang máy liền nói với an sinh ở sau an sinh ngươi ở đây canh chừng đừng để người khác tới quấy rầy chúng ta đầu phối sủng này là thiên thần hạt nó do cường giả cấp sử thi lục cửu vân gửi lại đây đầu thiên thần hạt này có tốc độ cực nhanh hơn nữa mệnh cách cùng mệnh hồn của nó đều rất không tồi tần tây nguyên kéo tay chu văn thân thiết giới thiệu phối sủng dưới tầng hầm cho hắn chu văn thầm thấy kỳ quái rõ ràng hắn tới mua tốc độ kết tinh tần tây nguyên giới thiệu phối sủng cho hắn làm gì chu văn mấy lần muốn mở miệng đính chính lại không tìm thấy cơ hội xen mồm phối sủng ở đây lần trước u dương lam đã giới thiệu cho hắn một lần nhưng tần tây nguyên lại nhiệt tình như vậy chu văn cũng chỉ có thể nhẫn nại lắng nghe bất tri bất giác hai người đã đi tới trước cửa phòng đầu phối sủng bị xích kia vừa vào phòng tần tây nguyên liền nói với chu văn chu văn hiện tại ngươi rất nguy hiểm đó có biết không tần lão gia tử ngài có ý gì chu văn khó hiểu nhìn tần tây nguyên tần tây nguyên nhìn ra ngoài cửa thấy an sinh còn đang canh giữ lối vào liền nhỏ giọng nói với chu văn người lạc dương chỉ biết tiểu lam gả cho một người thế nhưng không biết người đó là ai nhiều lắm chỉ biết là họ chu càng không biết hắn có một con trai là chu văn vậy sao ngài biết ta chu văn nhìn tần tây nguyên hỏi là U Dương nói cho ta, hắn nói hắn xem trọng ngươi, ngươi cũng rất ưu tú, nếu có khả năng, hắn hy vọng tương lai ngươi có thể nối nghiệp hắn. Tần Tây Nguyên nói. Nối nghiệp. Chu Văn mờ mịt nhìn Tần Tây Nguyên. Tần Tây Nguyên cười khổ. U Dương làm việc đúng là cẩn thận, hắn xem trọng ngươi như thế, lại vẫn không nói gì cho ngươi sao? Lão hiệu trưởng có khích lệ ta có thiên phú, có điều cũng chỉ là thuận miệng nói, ta cũng không dám coi là thật. Chu Văn dừng một chút, nhìn Tần Tây Nguyên hỏi. Tần lão gia tử, không phải lão hiệu trưởng làm công tác nghiên cứu lịch sử sao ta cũng không rõ về mặt này, sao có thể nối nghiệp hắn, không phải ngài nghe lầm chứ. Sẽ không sai đâu, U Dương đưa mật mã cho ngươi rồi chứ nhìn thấy khối kim loại bên kia không, ngươi nhập mật mã đó, đồ bên trong là thứ U Dương để lại cho ngươi, hẳn sẽ hỗ trợ ngươi rất nhiều. Tần Tây Nguyên chỉ vào đầu phối sủng tóc bạc. Nơi hắn chỉ, chính là khối kim loại khắc hình mỏ neo, lần trước Chu Văn tới đã thấy được các phím bên trên, cũng đoán là khóa mật mã, thế nhưng không nghĩ tới lại là thật. Tần lão gia tử, mật mã gì cơ? Chu Văn thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, ra vẻ kinh ngạc hỏi. U Dương không đưa mật mã cho ngươi sao vậy không ổn, đồ trong đó là hắn để lại cho ngươi, nhưng không có mật mã thì không thể mở được, chỉ có thể chờ hắn trở lại. Tần Tây Nguyên nhìn chằm chằm Chu Văn nói, đồ lão hiệu trưởng để lại cho ta còn để ta nối nghiệp hắn sao ta chưa từng nghe hắn nói qua chờ hắn trở về ta phải hỏi lại cho rõ mới được chu văn nói u dương thực sự không nói gì với ngươi tần tây nguyên kinh ngạc hỏi trước kia khi lão hiệu trưởng còn công tác ở trường quy đức thường xuyên nói chuyện với ta thế nhưng hắn chưa từng nói có để lại gì cho ta a à hơn nữa vừa rồi lão gia tử ngài nói ta nguy hiểm rốt cục là chuyện thế nào chu văn nhìn tần tây nguyên hỏi Đồ mà U Dương để lại rất quan trọng, nếu để người khác biết nó ở trên người ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi, ngươi phải cất cho tốt, đừng để bất luận kẻ nào nhìn được. Tần Tây Nguyên nghiêm túc nói. Đó là thứ gì a? À? Chu Văn nghi hoặc thực sự, hắn thực sự không biết lão hiệu trưởng có để lại gì cho hắn. Ngươi không biết gì hết, cũng coi như là chuyện tốt. Nếu U Dương đã không nói gì, vậy để hắn về rồi nói sao? Tần Tây Nguyên thấy Chu Văn không giống giả bộ, liền không nói gì thêm, đưa Chu Văn rời khỏi phòng phối sủng tóc bạc. Lúc Tần Tây Nguyên đóng cửa, Chu Văn nhìn thoáng qua đầu phối sủng tóc bạc kia, đối phương vẫn chẳng khác gì lần trước, tóc bạc thật dài che khuất khuôn mặt, khó thấy rõ tình huống bên trong thế nào, có điều Chu Văn có cảm giác, đằng sau mái tóc như thác kia, đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, lại còn đang cười với hắn. Rời khỏi tầng ngầm, Tần Tây Nguyên sai người đưa một khối tốc độ kết tinh như Chu Văn yêu cầu. Còn giảm giá rất nhiều, cuối cùng Chu Văn thanh toán 13 vạn 8, rốt cục thu được tốc độ kết tinh 21 điểm. Trên đường trở về, tâm tư Chu Văn cũng không chú ý tới viên kết tinh kia. Dãy số trên danh thiếp, thực sự là lão hiệu trưởng cho ta sao dãy số kia là để mở khối kim loại đó sao? Trong đầu Chu Văn có cả vạn cái nghi hoặc, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cho nên vừa rồi nghe Tần Tây Nguyên nói, Chu Văn chỉ làm bộ không hiểu gì cả, thực tế hắn cũng không quá hiểu lão hiệu trưởng chuyện này rốt cục là thế nào a à? chu văn nghi hoặc sau khi chu văn rời khỏi cửa hàng tần tây nguyên ngồi trong văn phòng của bản thân mở máy tính clip vào máy video hình ảnh không ngừng lặp lại quá trình trao đổi của hắn với chu văn nhìn một hồi tần tây nguyên mới tự lẩm bẩm xem ra là ta nghĩ nhiều tiểu tử này xác thực không biết chuyện lão cáo già u dương kia rốt cục đem mật mã đó cho ai cơ chứ ngay cả con gái ruột cũng không nói không phải lão ta muốn thứ đồ kia vĩnh viễn không thấy được mặt trời, cùng chôn với hắn chứ. Trở lại ký túc xá, Chu Văn mới lấy viên tốc độ kết tinh kia ra, thử đưa nói vào trong game. Trực tiếp hấp thu thứ nguyên kết tinh vượt cấp rất nguy hiểm, tuy rằng thân thể hắn đủ mạnh, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hơn nữa hắn vẫn còn chút lo lắng, truyền kỳ khẳng định có cực hạn, hiện hắn không biết cực hạn là bao nhiêu. Người bình thường đều là 18, hắn hiển nhiên phải cao hơn người thường. Thế nhưng có đạt tới 21 điểm không, Chu Văn cũng không nắm chắc. Thuận lợi thu tốc độ kết tinh vào trong game, nhân vật Tí Hon chạm vào kết tinh, tốc độ kết tinh lập tức hóa thành từng đạo hào quang, dung nhập vào cơ thể nhân vật Tí Hon, khiến Chu Văn cảm thấy như có một cổ lực lượng dung nhập vào cơ bắp, khiến cơ bắp hắn càng lúc càng mạnh, thuộc tính tốc độ của nhân vật Tí Hon cũng nhanh chóng tăng lên. Biến thành 19, không bao lâu lại đạt tới 20. Thế nhưng Hẳn đến khi khối tốc độ kết tinh bị nhân vật tí hon hút khô, thuộc tính tốc độ của hắn cũng không thể tiếp tục gia tăng. Chu Văn thầm thất vọng, biết chuyện mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra, hạn mức cao nhất của hắn là 20, căn bản không thể tăng lên tới 21, trừ phi hắn tấn chức sử thi, nếu không không thể học được phi tiên thuật. Thời điểm còn là phàm thai, mê tiên kinh bắt chức bốn loại nguyên khí quyết mới có thể tăng thuộc tính sở hữu lên tới 11 điểm nhưng bây giờ những nguyên khí quyết đó đều đã tăng lên truyền kỳ, lại không hề gia tăng điểm thuộc tính nữa, phải làm như thế nào mới có thể đột phá đến 21 điểm đây? Chu Văn nhíu mày suy tư. Chu Văn, nghe nói ngươi đại biểu An Gia đi thánh địa. Lý Huyền chạy tới, nhìn Chu Văn từ trên xuống dưới hỏi. Đúng vậy, hôm qua ta mới quyết định đi, ngươi làm sao mà biết được? Chu Văn hỏi. Danh sách người tiến vào thánh địa đã được liên bang công bố, ta thấy trên danh sách có tên của ngươi làm sao an gia có thể đối với ngươi như vậy đem hẳn cái danh ngạch quý giá này cho ngươi lý huyền trong lòng hết sức kinh ngạc không thể tưởng tượng an gia có thể đem danh ngạch cấp cho chu văn nói thật ta cũng không muốn đi chu văn thầm nghĩ trong lòng hiện tại nói lời này đã không còn ý nghĩa gì hết cho nên chu văn cũng chỉ nói nói như vậy ngươi cũng phải đi lý huyền biểu môi nói nếu nhị ca đối xử tốt với ta có thể ta sẽ nhường cho hắn, nhưng những hành động hắn làm đối với ta như vậy, có nằm mơ ta mới nhường cho hắn. Đúng rồi, ngươi đi đến thánh địa như thế nào, hay chúng ta cùng đi đi khi đó huynh đệ chúng ta liên thủ, mở một đường máu, mỗi người đạt được một đặc thù thể chất, thêm một con thần thoại phối sủng. Lý Huyền lại hỏi: Ngươi nghĩ kỹ đoạt được loại thể chất nào chưa bất đồng đặc thù thể chất cũng giống bất đồng nguyên khí quyết cần có yêu cầu khác nhau, cần phải tu luyện nguyên khí quyết tương ứng mới có khả năng thông qua khảo nghiệm. Chu Văn đang muốn trả lời, lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm kêu. Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới nhỉ, Mê Tiên Kinh có được lực lượng mê hoặc tiên Phật, nếu làm những tiên Phật đó nghĩ nhầm ta có đặc thù thể chất, thực tế ta không có bất luận bất kỳ loại thể chất đặc thù nào, không biết những cái đặc thù thể chất đó có thể giúp ta đột phá cực hạn truyền kỳ được không? Cứ tưởng tượng như vậy, Chu Văn cảm thấy chính mình đi một chuyến cũng chưa chắc chính là chuyện xấu ngươi bị làm sao đấy lý huyền thấy chu văn cúi đầu phát lặng một câu cũng không nói dùng tay lay hắn nói a à sinh có nhiệm vụ đưa ta đi chu văn phục hồi tinh thần lại đem chuyện a à sinh kể lại một lần cho lý huyền nghe vậy ngươi chuyển lời hộ ta hỏi hắn có mang thêm người được không để ta đi cùng ngươi trên đường đi có bạn cũng đỡ buồn lý huyền nói hẳn không thành vấn đề ta quay đầu lại nói một tiếng cho hắn có điều trên người ta phiền toái không ít, ngươi cùng ta đi chung, chỉ sợ sẽ không thái bình, em ả." Chu Văn nói. "Người sống trên thế giới này nếu cứ gặp phiền toái mà trốn tránh, chỉ sợ cũng không làm nên trò trống gì, thôi để ta về trước dọn dẹp một chút trước khi đi." Lý Huyền cáo từ rời đi. Chu Văn gọi cho Lý Huyền, không nghĩ A Sinh lại nói. "Văn thiếu gia, nếu có thể nói, tốt nhất không nên đi cùng Lý Huyền." "Vì cái gì?" Chu Văn khó hiểu hỏi. Bên trong Lý gia có chút vấn đề, chỉ sợ lên đường không an ổn. A Sinh nói quá trực tiếp, Chu Văn có thể hiểu được, A Sinh chỉ sợ vấn đề rắc rối, chính là Lý Huyền cùng nhị ca hắn Lý mặt bạch. Bản thân ta cũng đầy phiền toái, Lý Huyền cũng không sợ phiền toái, ta há gì mà sợ. Chu Văn cười nói. Các điện thoại, Chu Văn đi một chuyến đến lão Long động, ở học viện A Sinh đã xin nghỉ giúp hắn có điều chu văn vẫn muốn nói trước một tiếng với vương minh uyên thời điểm chu văn tiến vào phòng thí nghiệm khó có cơ hội gặp được trung tử nhã huệ hải phong cùng khương nghiên đều ở chung hơn nữa trung tử nhã không ngủ khương nghiên không có đọc sách ba tên quái dị này đang đánh bài lão sư đâu chu văn không thấy vương minh uyên lại hỏi dưới long tỉnh chắc sắp quay lại huệ hải phong đáp chu văn nghe nói vương minh uyên ở phía dưới long tỉnh không khỏi có chút lo lắng. Bọn Huệ Hải Phong chưa thấy con Long khủng bố ở phía dưới Long Tỉnh, Chu Văn lại ghi nhớ rất sâu. Vương Minh Uyên tuy là sử thi cường giả, nhưng chưa chắc là đối thủ của Long kia. Ngồi bên cạnh xem ba tên đánh bài, nhìn một chút, thấy có cái gì sai sai. Nhìn ba tên đánh bài một hồi lâu, Chu Văn không hiểu bọn họ đánh bài này như thế nào. Trung Tử nhả ra một trương bảy, Huệ Hải Phong ra một trương tám, Khương Nghiên xem đi xem lại ra một trương năm các ngươi đang chơi kiểu đánh bài nào vậy chu văn nghi hoặc hỏi tùy tiện đánh huệ hải phong cười nói trung tử nhã tiếp lời nói đánh bài theo luật thông thường không thú vị chúng ta chơi kiểu này gọi là phản bài cứ một người ra bài đánh không đúng luật thì hai người tiếp theo lại đánh theo đúng luật lần đầu tiên chu văn biết có thể loại bài được chơi như thế này nhìn trong chốc lát càng xem càng thấy thú vị rõ ràng đây là con bài lớn nhưng trong tay khương nghiêng lại chỉ có thể tương đương với những con bài nhỏ ngược lại những con bài ba rô bốn tép lại là những con bài lớn nhất ba tên lập dị này đánh bài thực tế rất dễ tư duy hỗn loạn nếu là người bình thường đã đánh đến không phân biệt được nhưng ba tên này đành trông rất ngon ăn từ đầu tới cuối không có sai lầm đợi hơn một giờ vương minh uyên từ trong long tỉnh chui ra chu văn đem sự tình hắn tới thánh địa nói một lần cho vương minh uyên không nghĩ tới danh ngạch an gia lại để cho ngươi ngươi muốn đi nhất định phải cẩn thận huệ hải phong nghe xong mở miệng nói thấy vẻ mặt khó hiểu của chu văn huệ hải phong cười nói trước kia ta cùng an thiên tá thời điểm chúng ta tuổi tác giống ngươi cũng đi thánh địa hắn không đạt được đặc thù thể chất có điều hắn lại đánh nhau với đám hậu đại của lục đại anh hùng làm bọn chúng không một người đạt được đặc thù thể chất lần đó kết thù quá lớn ngươi đại biểu an gia chỉ sợ lúc đó là cái bẫy cho người ta nhắm vào. Chu Văn nghe vậy trợn mắt há mồm, thế mới biết phiền toái theo lời U Dương Lam như thế nào. Vì sao An Thiên Tá lại làm như vậy? Chu Văn hỏi. Bên ngoài đồng thổi An Thiên Tá quá cuồng vọng, nói vì cái gì mỗi lần đều để hậu đại lục đại anh hùng lấy được đặc thù thể chất, cho rằng không hợp lý, nên đánh tàn phế bọn họ trước, làm cho họ trực tiếp bị loại trừ. Nhưng đó chỉ là những lời đồn đại, chân tướng như thế nào? Chỉ có người trong cuộc mới biết Huệ Hải Phong nói Ta nghĩ, tốt nhất vẫn không nên đi Chưa chắc đặt thù thể chất đã tốt Trung tử Nhã Biểu Môi nói Ta đã đáp ứng An Gia rồi Chu Văn nói Đáp ứng rồi, phải đi thôi Có điều đến đó ngươi phải chú ý cẩn thận Một người tên Lan Thơ Thương Nghiên mở miệng nói Người nọ có chỗ đặc biệt gì? Chu Văn hỏi Lan Thơ cũng là hậu đại của lục đại anh hùng, tuy hắn không có nổi tiếng bằng ước hàng, có điều so với ước hàng, hắn đáng sợ hơn vạn lần, lấy năng lực của người cộng thêm phối sủng, gặp gỡ hậu đại lục đại anh hùng khác cũng không sợ, nhưng nếu phải gặp gỡ tên này, nhất định phải cẩn thận, không thể coi thường. Khương Nghiên nói thật nghiêm túc, không có ý tứ nói giỡn. Lan Thơ, ta nhớ kỹ. Chu Văn nhẩm lại tên Khương Nghiên nhắc nhở, đem nó ghi tạc trong lòng thời điểm chu văn rời đi trên cổ xuất hiện thêm một cái vòng cổ kỳ thật chính là một cái sợ tơ sỏ xuyên qua hạt châu làm từ ngà voi đây là quà vương minh nguyên cho hắn nói đây là đồ hắn tự mình chế tác nguyên bản muốn chế tác bốn cái định đưa mỗi người một cái bây giờ chu văn phải rời khỏi đây một thời gian nên làm cái vòng này trước đưa cho hắn sáng sớm hôm sau a sinh tới đón chu văn cùng lý huyền u dương lam cũng có mặt cố ý dặn dò chu văn mấy câu tiểu văn lam tỷ không lo lắng năng lực của ngươi chỉ sợ ngươi chủ quan sơ sẩy lúc tới thánh địa nhất định phải chú ý hậu nhân lục đại anh hùng lúc trước an thiên tá cùng hậu nhân lục đại anh hùng kết oán quá sâu bọn họ khẳng định sẽ nhắm vào ngươi vạn sự an toàn là nhất nếu có thể đạt được đặc thù thể chất thì tốt nếu không lấy được thì thôi lam tỷ ta đã biết chu văn khẽ gật đầu nếu trước đây hắn cũng chẳng để ý đặc thù thể chất ở trong lòng nhưng hiện tại vì đột phá, Chu Văn nhất định phải tranh phải được. Sinh ca, huynh lái xe không phải quá chậm đi. Lý Huyền không dám gọi hắn là A Sinh, đều gọi là Sinh ca. Lần trước, Lý Huyền nói qua với Chu Văn, A Sinh tuy chỉ do An Thiên Tá nhặt về, không phải người An Gia, nhưng An Thiên Tá lại coi hắn không khác gì huynh đệ ruột thịt. Ở An Gia, A Sinh là người trầm ổn, nhưng ở bên ngoài hắn lại rất dọa người. Đây là theo sự phân phó của phu nhân, đường đi có nhiều tuyến trên đường cũng an toàn đi thánh địa phải qua mấy cái dị thứ nguyên lĩnh vực tiện đường cho các ngươi đi coi thử a à sinh đáp gần chỗ tầng lĩnh này có một cái tên nó là gì ta không nhớ a à sinh trả lời rất đơn giản sau khi nghe được hai chữ tầng lĩnh sắc mặt lý huyền thay đổi sinh ca ngươi đừng nói sẽ đưa chúng ta đi tầng lĩnh dị thứ nguyên lĩnh vực chứ nghe nói ở đó dị thứ nguyên sinh vật vô cùng đáng sợ không có năng lực xử thi đi vào chính là thập tử nhất sinh. Cũng không có khoa trương như vậy, cùng lắm cửu tử nhất sinh. A sinh nói, có gì khác nhau sao? Lý Huyền trong lòng chửi thầm. Chu Văn đối với địa phương đó không có quá nhiều hiểu biết, lại hỏi. Tần lĩnh dị thứ nguyên lĩnh vực đáng sợ vậy sao? Đáng sợ sao ngươi không biết chỗ đó khủng bố như vậy đâu, nghe nói thần thoại cung luân trong truyền thuyết chưa? Lý Huyền biểu môi nói. A à Sinh không phải nói đi tầng lĩnh sao cùng Cung Luân lại có quan hệ gì. Cung Luân trong truyền thuyết thần thoại cổ đại, chính là tầng lĩnh, mà cũng không phải là Cung Luân Sơn hiện tại, chúng ta đang ở đông khu tầng lĩnh. Trong dị thứ nguyên lĩnh vực, có vô số dị thứ nguyên sinh vật cường đại, bình thường không có nhân loại đi vào, đỉnh cấp nhân loại đi vào, cũng phải cẩn thận, nếu không cũng phải ngã xuống trong đó, đừng nói đám truyền kỳ cặn bã như chúng ta. Lý Huyền hỏi lại một câu. Sinh ca, ngươi không thật sự đưa chúng ta đi tầng lĩnh dị thứ nguyên lĩnh vực chứ đi a sinh trả lời ngắn gọn lý huyền phát hiện hắn đi cùng chu văn dường như là một quyết định sai lầm nói chung không phải hắn sợ tầng lĩnh địa phương hung hiểm kia căn bản a sinh cũng không có khả năng bọn hắn đi chịu chết dọc đường đi a sinh lái xe không hé răng một lần chu văn cầm điện thoại di động chơi trò chơi làm hắn một mình chán nản trò chơi ngươi chơi hay lắm sao ngươi một đường chỉ có cày kiến, không biết giết bao nhiêu con, phải chăng lũ kiến treo chọc ngươi ngươi nếu hận lũ kiến như vậy, sao không trực tiếp tìm kiếm thật mà giết, hà tất phải làm như vậy. Lý Huyền buồn bực nói. Ừ. Chu Văn lên tiếng, sau đó tiếp tục cày kiến. Lý Huyền tức khắc hết chỗ nói, thật sự không có biện pháp giao lưu cùng Chu Văn, chỉ còn cách dựa vào lưng ghế ngủ. Chu Văn vẫn luôn thử tìm cách giết Hoàng Kim Phi nghĩ, hoặc đánh nát bạch kén do Hoàng Kim Phi Nghĩ bảo hộ, đáng tiếc tốc độ của Hoàng Kim Phi Nghĩ rất nhanh. Hai nhiệm vụ này Chu Văn đều không hoàn thành được. Có điều đây cũng là cách không tệ, tìm trứng phối sủng làm thức ăn phối sủng của mình, ngoài ra có thể dung hợp chơi một số trứng phối sủng thu được. Xác suất thành công thật thấp, lần đầu tiên xác suất còn cao, sau mỗi lần hợp nhất, xác suất thành công lại giảm xuống biên độ lớn, cụ thể giảm như thế nào phụ thuộc vào chủng loại phối sủng bởi có kỹ năng thái âm phong chu văn có thể nhanh chóng cày kiến tuôn ra trứng phối sủng rất nhiều chu văn nảy sinh suy nghĩ có thể dung hợp một con phối sủng kim hai kỹ năng phòng ngự cùng phi hành không tốc độ nhanh lực phòng ngự cao chu văn dùng trứng phối sủng hắc dực phi nghĩ cùng hồng giáp nghĩ kết hợp thành công không ít có điều phương diện thuộc tính và kỹ năng vẫn không thể làm chu văn vừa lòng hồng giáp hoàng giáp lam giáp nghĩ mỗi con có một loại phòng ngự nguyên khí kỹ trước tạo ra một con phối sủng tam kỹ năng, sau đó dung hợp với hắc dược phi nghĩ, làm nó có khả năng phi hành, như vậy ít nhất phải dung hợp 3 lần, xác suất thực sự quá thấp. Chu Văn thử nhiều lần, nếu không phải phối sủng mất kỹ năng, thì cũng rơi vào trường hợp dung hợp thất bại. Đặc biệt lần thứ ba dung hợp, xác suất thành công quá thấp, nhiều nhất 11%, dung hợp không biết bao nhiêu lần, kết quả đều thất bại. Cũng may Chu Văn kiếm được rất nhiều trứng phối sủng, trên đường đi chu văn cũng không có chuyện khác làm cho nên hắn cứ chậm rãi dung hợp khi xe vào vùng núi bốn phía khó nhìn thấy khu dân cư ngay cả xe cũng ít thấy thời đại này bởi sự xuất hiện của dị thứ nguyên lĩnh vực nhiều quốc lộ không được thông rất khó lưu thông tới các thành thị nếu người bình thường lại xe đi nhầm vào dị thứ nguyên lĩnh vực gần như không thể sống sót mà đi ra ngoài trước mắt ngành sản xuất hậu cần chủ yếu do quân đội đảm nhận dân doanh tương đối thưa thớt nhưng hàng năm xảy ra không ít sự cố. Nhiều lần người mang xe biến mất không thấy, không biết nơi nào đi tìm. Xe đang chạy trên đường núi, thời điểm Chu Văn đang chơi game đột nhiên cảm thấy màn tay đau, cửa sổ xe đồng thời rách nát, xăm lốp cùng nổ, cùng với thanh âm tạc nứt, Chu Văn nghe được một tiếng kêu to kỳ dị. Xe mất khống chế đâm về hướng vòng bảo hộ trên đường núi, nhìn như sắp lao ra khỏi núi. A sinh bỗng nhiên mở cửa sổ xe, một chân đạp trên mặt đường núi, Ngạch kháng dừng xe, chiếc xe như chiếc đinh cắm vào mặt núi, lúc này khoảng cách đến vách núi đã không đến một mét. Chu Văn và Lý Huyền đều bị hoảng sợ, theo bản năng nhìn bên ngoài đường núi, nhìn đường núi phía bên kia, có một đạo kim sắc đang bay múa. Nhìn kỹ, thấy con kim điểu giống như Phượng Hoàng, đang ở trên đỉnh núi bay múa, như một mảnh kim hà, tiếng động vừa rồi chính là tiếng hót trong miệng nó. Đó là Phượng Hoàng sao? Lý Huyền giật mình nhìn đại điểu nói đừng nói chuyện, đừng nhúc nhích, không được phát ra bất luận cái thanh âm gì. A sinh đè thấp giọng nói. Chu Văn cùng Lý Huyền thấy A sinh thận trọng như vậy, trong lòng nổi lên một áp lực không tên, bèn ngồi trong xe, không dám cử động, đôi mắt chăm chú nhìn đại điểu đang bay múa trong núi. Đại điểu bay trông thật nhàn nhã, trông như một đám kim sắc vân phập phòng trên núi, lúc thượng lúc hạ. Đại điểu kia bay trong chốc lát, tiến lại gần bọn Chu Văn một tí, lúc này chu văn cùng lý huyền mới nhìn đến nguyên lai sau đại điểu còn có một tiểu điểu bay theo đại điểu như một mảnh kim vân tiểu điểu lại giống như chim cúc vậy lông chim tuy cũng có màu kim sắc như màu lại nhạt hơn không tỏa ánh sáng mãnh liệt như đại điều lông không có hoàn toàn mọc hết chu văn đếm đếm tổng cộng có sáu con đi theo sau đại điểu cổ cánh thập phần nỗ lực duy trì hình thái nỗ lực phi hành chao đảo dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống đây mới chính là hậu đại của dị thứ nguyên sinh vật. Đây là lần đầu tiên, Chu Văn nhìn thấy hậu đại dị thứ nguyên sinh vật, trứng phối sủng kỳ thật không phải trứng thật, mà chỉ là một loại sinh mệnh kết tinh. Nhìn thoáng, đại điểu kia mang lũ tiểu điểu đi về hướng bên này, thời điểm khoảng cách tới đường núi bên này còn khoảng mấy trăm mét, Chu Văn và Lý Huyền cảm thấy một cổ nhiệt lưu đang đánh úp tới. Hai bọn họ đều là hai tên có mệnh cách cường hãn nhưng lập tức trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm mồ hôi bởi A Sinh dặn dò, hai người không dám hé răng, ngoan ngoãn ngồi trong xe. Nhưng trong lòng bọn hắn vẫn có chút lo lắng, không biết đại điểu kia có đi qua chỗ bọn họ không, Chu Văn thậm chí còn suy nghĩ, đại điểu kia có phải thấy ba người bọn hắn cơ bắp trắng chắc, tính toán đem bọn họ làm đồ ăn cho tiểu điểu. Chu Văn và Lý Huyền đều nhìn A Sinh, muốn hỏi A Sinh có chủ ý như thế nào, bọn họ tuyệt đối không phải địch thủ của dị thứ nguyên sinh vật khủng bố như vậy, nếu hiện tại không trốn, một lát nữa không chạy kịp nữa. Hai người họ chỉ có thể căng da đầu, ngồi bất động, một lát sau, đại điểu kia dẫn sáu tiểu điểu từ trên đỉnh núi bọn họ đang đứng bay qua, không để ý đến bọn họ, hiển nhiên chỉ đem theo tiểu điểu tập phi hành, không phải cố ý nhắm vào bọn họ. Nhìn đại điểu sắp bay qua, trong lòng Chu Văn và Lý Huyền đều thở vào nhẹ nhõm. Không ai biết được, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Một con chim nhỏ chống đỡ không nổi, cắm đầu từ trên không trung rơi xuống, tuy nó nỗ lực vỗ cánh muốn khống chế thân thể mình nhưng không làm được tốc độ lao xuống ngày càng nhanh may mắn thế nào phương hướng chim nhỏ rơi xuống chính là chỗ ô tô của bọn chu văn làm thế nào bây giờ lý huyền nhìn về phía a sinh a sinh hiển nhiên cũng không nghĩ tới biến cố như thế này nhưng không biến sắc vẫn ngồi trong ghế điều khiển không nhúc nhích còn ra dấu im lặng đối với bọn chu văn lý huyền tốc độ tiểu điểu rơi quá nhanh chu văn thấy a sinh không nhúc nhích tiểu điểu rơi trên mặt nóc xe chỉ nghe được ầm một tiếng đỉnh xe lập tức lõm xuống một hố to hơn nữa đỉnh xe còn bị xuyên qua một lỗ nhỏ đầu và cổ tiểu điểu gục xuống dưới loạn choạng trước mặt chu văn và lý huyền trong lúc nhất thời không khí bên trong ô tô phản phất như động lại lý huyền cùng chu văn liếc mắt nhìn nhau lo lắng con chim nhỏ sẽ không chết ở đây đi chu văn rất lo lắng nếu tiểu điểu thật sự chết ở chỗ này không biết đại điểu kia có đem hết mọi chuyện đổ trên đầu bọn chúng. Dị thứ nguyên sinh vật không phải nhân loại, chúng nó sẽ không cùng người giảng đạo lý, đừng nói chúng nói bồi xe, không bị nó ăn, cũng được tính là hên rồi. Thời điểm Chu Văn suy xét muốn nhảy ra ngoài xe chạy trốn, lại thấy con tiểu điểu ngọ ngoại, sau đó mở mắt, nhìn Chu Văn và Lý Huyền vài giây. Kế tiếp nghe được thanh âm bùng bùng, vật liệu thép đặc thù của xe, bị đâm thủng, nhiều ra mấy cái lỗ, ngoài ra còn có một ít vật sắc bén đâm xuyên qua tấm thép trên đỉnh xe làm cho chu văn lý huyền thấy được móng vuốt sắc bén như lưỡi dao không nhiều không ít đúng sáu con chu văn nghe tiếng hót đếm được sáu con chim nhỏ đang ở bên ngoài xe giây tiếp theo không còn chờ thanh âm hình thành trong đầu chu văn thân xe đột nhiên lắc lư phía ngoài cửa sổ xe phát hiện một đôi kim trảo sau đó bọn chu văn cảm giác ô tô nhanh chóng bay lên trong nháy mắt lên tới không trung ăn ở như thế nào mà lại xui xẻo như vậy chu văn cảm thấy mỗi lần ra khỏi cửa đều thấy không có thuận lợi gì cả lần này phải gọi là đại xui xẻo lý huyền đã nhịn không được muốn mở miệng nói chuyện a sinh lại ra hiệu ý bảo hắn không được lên tiếng tiếp ngồi đừng nhúc nhích nhanh chóng chu văn cùng bọn lý huyền đã có thể nhìn thấy toàn bộ núi toàn bộ chiếc ô tô bị móng vuốt đại điểu kia kẹp lấy mang lên không trung tiểu điểu cùng bọn chu văn Lý Huyền nhìn nhau vài giây, nỗ lực giải dụ một cái, lúc đầu mới đem đầu rút ra ngoài. Thật mau, Chu Văn nghe được thanh âm trên tấm thép trên đỉnh xe bị trảo phá nát, đỉnh xe mau chóng bị móng vuốt nhỏ xé mở, thành một cái đại động, con tiểu điểu vừa rồi lại nhảy vào. Mắt thấy tiểu điểu dừng trên người của mình, Chu Văn nghĩ đến những cái móng vuốt nhỏ, lại có thể mở toan tấm thép đặc chế, tự nhiên trong lòng nổi lên tâm tư, muốn lao ra khỏi ô tô chạy trốn phía trước a sinh ra một loại thủ thế nhẫn nại hiển nhiên muốn chu văn không được lộn xộn chu văn do dự một chút tiểu điểu dừng ở trên đùi hắn trong tưởng tượng của hắn không giống nhau trọng lượng của tiểu điểu thực sự nhẹ nhiều lắm đến nửa cân móng vuốt cũng không có sử dụng lực không chờ chu văn quyết định xử lý tiểu điểu như thế nào chỗ được phá ra lúc nãy lại có thêm mấy tiểu điểu như gà con nhảy xuống đều nhảy lên người chu văn nà lý huyền hoặc rơi trên mặt ghế sau có một con tiểu điểu ngồi trên đỉnh đầu lý huyền cứ như vậy ngồi lên không chịu di chuyển tâm tình chu văn và lý huyền giống nhau đều có chút buồn bực nhưng không dám động đậy muốn khóc quá đi mất sáu con chim nhỏ trên người chu văn và lý huyền nhảy tới nhảy lui thỉnh thoảng dùng miệng bọn chúng mổ trên thân hai người có điều không có dùng sức dường như chỉ tò mò xong rồi xong rồi nếu bị lũ tiểu điểu này mang về khẳng định chỉ có thể làm đồ ăn cho chúng nó trong lòng Lý Huyền kêu to xui xẻo. Sáu tiểu điểu nhảy nhót bên trong xe, mổ mổ từ nơi này đến nơi khác, sau đó mặt thộn ra, nhìn có vẻ tò mò. Chu Văn và Lý Huyền hiển nhiên không có hứng thú như chúng nó vậy, ngồi ở chỗ kia một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chọc giận chúng nó, chọc đến đại điểu không cao hứng. Đồng thời lại sợ này nhóm tiểu điểu này đột phát kỳ tưởng, ở trên người bọn họ thử xem độ cứng của mỏ điểu. Phanh Thời điểm đang nghỉ ngợi, một tiểu điểu không biết như thế nào cao hứng dùng miệng hung hăng mổ phía trên cánh cửa xe chiếc xe này là loại xe chuyên dụng chống đạn ngay cả bom tạc cũng không suy nhê lại bị con tiểu điểu trực tiếp chọc thủng một lỗ chu văn cùng lý huyền trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh cùng mồ hôi nóng đang xen nhau không hiểu đây là cái tư vị gì cũng may mấy con tiểu điểu cũng không tét thử trên người bọn họ chu văn trông còn đỡ lý huyền có chút xui xẻo có một con tiểu điểu béo nhất ngồi chễm chệ trên đầu hắn làm tâm tư hắn chết lặng không biết phải làm gì lại một tiếng vang lớn kêu lên xe ô tô kịch liệt đung đưa kim sắc điểu không còn thấy đâu nữa chiêu ô tô cũng dừng trên mặt thực địa nhưng chu văn nhìn hướng ra bên ngoài tức khắc biết chính mình đã sai bọn họ căn bản không có rơi xuống đất mà tại vì ở một tòa tòa cô phong giữa sườn núi ô tô dừng ở giữa sườn núi phía trên một cái thạch đài nơi này thượng không thiên hạ không chấm đất trừ phi bọn họ phi xe lao xuống bằng không khẳng định không đi được nữa. Xe có thể đi được hay không, không quan trọng, quan trọng nhất chính là bọn họ có thể sống sót trở về hay không. Chu Văn đang suy xét như thế nào mới có thể giữ mạng sống, Lý Huyền lại lặng lẽ kéo một chút góc áo, sau đó chỉ chỉ hắn bên ngoài cửa sổ xe. Chu Văn theo hướng hắn chỉ lập tức kinh hãi. Nơi này là một tòa cô phong giữa sườn núi, nói chung khoảng cách tới mặt đất cũng phải ít nhất lên đến 7-800 mét, nhưng Lý Huyền nhìn từ trong cửa sổ nhìn ra, có thể thấy một thân cây tán rộng. Ở nơi này có thể nhìn được tán cây không biết cái thân cây kia cao đến bao nhiêu mét. Chu Văn vô pháp tưởng tượng, tuy thời đại này thực vật biến dị cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Văn gặp qua cái cây cao tới tận 7-800 mét. Nếu chiều cao này tính theo nhà lầu, cũng phải tương đương với tòa nhà cao 2-3 trăm tầng. Đại điểu giống phượng hoàng đứng trên tán cây khổng lồ, phát ra một tiếng chim hót, khiến Chu Văn cảm thấy chết lặng, hai lỗ tai ong ong cái gì cũng không thể nghe thấy được sau con chim nhỏ nghe được tiếng kêu của đại điểu nhảy nhóc lao ra khỏi cửa sổ bay ra ngoài xe hướng về phía tán cây mà đại điểu đậu lên trên chu văn bây giờ mới phát hiện đại điểu không phải ở trên ngọn núi phía trên mà sào huyệt của nó ở trên cây đại thụ kia mà phía trên thạch đài ngoài trừ ô tô của bọn họ ra còn có mấy chiếc xe ô tô khác có xe việt giả có xe vận tải bên cạnh rơi vãi không ít đồ vật linh tinh các loại đồ vật như thùng đồ uống, thùng vật liệu gỗ, các loại đồ vật sắp xếp hỗn loạn trên gò đất cao, nhìn đi nhìn lại không thấy người. Xem ra đại điểu này không phải lần đầu tiên đem ô tô sách đi, nhưng thế nào ở đây không thấy bóng người những lái xe đó đi đâu đã đào tẩu được, hay sớm đã trong bụng đại điểu. Chu Văn âm thầm suy đoán. Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ, đại điểu kia mang theo sáu con chim nhỏ tiến vào gốc cây, lúc này A Sinh mới đè thấp thanh âm mở miệng nói con đại điểu kia quá khủng bố, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của nó, ngàn vạn lần không nên chọc giận nó. Sinh ca, ngươi không đối phó nổi sử thi sinh vật. Lý Huyền ôm một tia hy vọng nói. Nếu là sử thi sinh vật, ta còn có biện pháp, nhưng nó có phải sử thi sinh vật hay không, ta đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấu. A à sinh nhàn nhạt nói. Lý Huyền nghe vậy, tức khắc chấn động. Không thể nào chẳng lẽ nó thật sự là một đầu phượng hoàng trong truyền thuyết hoa hạ. Nó có phải là Phượng Hoàng không? Ta không dám khẳng định, có điều ta chắc chắn cây đại thụ kia chính là ngô đồng một trong truyền thuyết. A à sinh nhìn ra bên ngoài khỏa đại thụ nói. Cây đại thụ bên ngoài thật sự là ngô đồng một phượng tê ngô đồng, PS phượng hót trên cây ngô đồng, chẳng phải nói rằng đại điểu kia là phượng hoàng thật sao? Lý Huyền giật mình nói. Cũng chưa chắc, ta trước kia theo đốc quân viễn chinh dị thứ nguyên lĩnh vực, đã từng ở địa phương khác gặp qua ngô đồng một, so với cây đại thụ này nhỏ hơn một chút. Ở trên đó có một con thanh loan, Tu Vi đã nửa bước vào thần thoại. Trận chiến đó chúng ta tổn thất thảm trọng, ngay cả đất quan cũng bị thụ thương, mới đem con thanh loan đó chém giết, chém đổ cây ngô đồng. A sinh nói. A sinh, chúng ta phải làm sao bây giờ không bằng nhân lúc ban đêm, chúng ta bò trộn xuống núi đào tẩu đi. Nghe A sinh nói như vậy, Lý Huyền ngày càng sợ hãi. Đừng nói gì thứ nguyên sinh vật khủng bố này, ngay cả loài điểu bình thường thị lực so với nhân loại mạnh hơn nhiều cho dù ban đêm hay ban ngày thị lực của chúng tuyệt đối không có ảnh hưởng a sinh dùng ánh mắt đánh giá xung quanh hắn cũng thấy được những chiếc ô tô và những đồ vật hỗn động rơi linh tinh các ngươi đợi ở đây ta đi ra ngoài nhìn xem một chút a sinh nói xong lặng lẽ xuống xe nằm áp sát mặt đất trường đi như rắn không một tiếng động trong chốt lát a sinh trở lại ngay trong lồng ngực chứa không ít đồ vật Tất cả đồ uống này đều còn hạn sử dụng kéo dài tới tận nửa năm nữa, xem ra chủ nhân của nó được đem tới đây không lâu, hiện tại nơi này không có một bóng người, nếu bọn họ không có đào tẩu, chỉ sợ 10 phần trong bụng đại điều. A à sinh cầm đồ uống, thức ăn phân cho Lý Huyền và Chu Văn. Ăn no mới có sức trốn, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, kế tiếp theo kế hoạch phải tiến tới vài dị thứ nguyên lĩnh vực rèn luyện, nhưng lại phải đến đúng thời gian thánh địa bắt đầu, không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian. Sau quyết định, thừa dịp đại điểu mới chui vào gốc cây, chắc là không thể nhanh chóng đi ra ngoài, hiện tại mấy người Chu Văn Định trốn đi. Thời điểm ăn uống xong, ba người Chu Văn lập tức đứng dậy, lặng lẽ đi bên cạnh vách núi, bèn trông thấy, đỉnh ngọn núi không nói làm gì, nhưng vánh đá còn bóng loáng như gương, không thể tìm được hốc đá hay mỏm đá để đặt chân đi xuống. Nơi này quá trơn, nếu không thể dùng phối sủng hệ phi hành, ta sợ không thể đi xuống. Vẻ mặt Lý Huyền như đưa đám nói, không thể sử dụng phối sủng, vì thứ nguyên sinh vật luôn có ý thức bảo vệ lãnh thổ, người sử dụng phối sủng, chẳng khác nào khiêu chiến nó, đến lúc đó chọc giận đại điều, hậu quả. Văn thiếu gia, ngươi có thể đi xuống sao? A à sinh nhìn về phía Chu Văn hỏi. Có thể. Chu Văn đi xuống dưới không khó khăn chút nào. Tốt, chúng ta đi trước Lý Huyền, cùng nhau xuống. A à sinh nói xong liền ngồi sổng xuống dưới, chờ giúp Lý Huyền. Sinh ca, không cần thật sự không cần ta có thể thử một lần sẽ không có vấn đề lớn gì có thể xảy ra lý huyền vội vàng cự tuyệt ý tốt của a sinh ba người cùng nhau bò xuống cho nên leo xuống núi vất vả hơn chu văn nhờ long môn phi thiện thuật cũng chỉ miễn cưỡng bảo trì trạng thái cân bằng đi xuống mà thôi chu văn bò trong chốc lát thấy lý huyền mồ hôi đầy đầu có điều thoạt nhìn hẳn vẫn còn có thể đi xuống theo bản năng nhìn lại phương hướng hốc cây lúc này chu văn quay lại đại điểu kia không biết khi nào đứng trên cửa hốc cây, lạnh lùng nhìn Chu Văn, làm hắn bị dọa hồn phi cửu thiên. A Sinh cùng Lý Huyền hiển nhiên cũng chú ý tới, đều ghé vào trên vách núi đá mặt không dám nhúc nhích. Đại điểu mở ra hai cánh, sau đó đột nhiên một vỗ cánh, ba người Chu Văn đúng giác không ổn, chỉ cảm thấy một cơn lốc bốc lên dựng lên, trực tiếp đem thân thể bọn họ cuốn lên. Phanh! 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 Ba người đều quăng ngã trở về trên mặt thạch đài, quan ngã mắt đầy sao xẹt một hồi lâu mới đứng lên sau khi quay đầu nhìn lại khỏa đại thụ kia lại không thấy thân ảnh đại điểu nhìn trái nhìn phải không phát hiện bóng dáng nó như thể nó bay về trong hốc cây xem ra nó đã sớm biết chúng ta ở chỗ này nếu nó không có giúp chúng ta vì cái gì lại muốn đem chúng ta lưu lại nơi này chẳng lẽ đem chúng ta trở thành tồn lương tính toán lưu trữ ăn tết lý huyền còn có tâm tình nói giỡn có phải hay không trở thành lương thực dự trữ không thể nói trước được có điều chắc chắn nó muốn lưu lại chúng ta ở đây chu văn nói nếu nó không có giết chúng ta chúng ta đây vẫn còn có cơ hội nghĩ lại cái biện pháp khác đi a à sinh nhìn nhìn mọi thứ xung quanh nói dù sao đại điểu cũng đã sớm theo dõi bọn họ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng chu văn chán nản lọ mọ trên bình đài muốn tìm vật gì đó hữu dụng thứ này không tồi lý huyền ở khoang điều khiển một chiếc xe vận tải tìm được rồi một quyển hoa công tử tạp chí chu văn nhặt một lọ đồ uống nhìn xem hạn sử dụng còn có hơn một tháng nữa liền mở ra vừa uống vừa đi tới trước một chiếc xe việt giả xe việt giả kia thoạt nhìn kiểu dáng cũ xưa đèn pha toàn bộ nát thân xe cũng biến hình nghiêm trọng thân xe tràn đầy bùn đất bên trong cũng không khác lắm thoạt nhìn không có thiếu chịu gió thổi mưa suối chiếc xe ở chỗ này khoảng một thời gian rất lâu chu văn hướng bên trong nhìn thấy trên ghế sau có một cái nôi tràn đầy bùn đất nghĩ thầm chủ nhân chiếc xe này hẳn mang theo hài tử không biết bọn họ như thế nào hy vọng không có việc gì đi trong xe có quá nhiều bùn đất dường như không có vật gì hữu dụng chu văn chuẩn bị xoay người rời đi ánh mắt đột nhiên nhìn thấy trong khung xe có một vật giống cây côn tràn đầy bùn đất chu văn lấy tay nắm chắc vật kia đem vật kia rút ra đây là một cây đao chu văn đem bùn đất bên ngoài lau lộ ra chân dung đồ vật bên ngoài là một cái vỏ trường đao. Đao là loại đao thẳng, cho nên vỏ đao cũng thẳng, cùng chui đao gắn đằng dưới, hoặc nhìn giống như cây gậy dài tầm 4 thước. Lúc lao khô mới phát hiện, thiết kế của thanh đao giống như một thanh trúc, đuôi đao chính là một đoạn họa tiết trúc, phía dưới đuôi đao là vỏ đao, nếu chỉ nhìn qua, người ta còn tưởng rằng đây là một cây trúc côn. Trên thực tế chui đao cùng vỏ đao đều là kim loại chế tạo mà thành, trên tay phi thường nặng. Chu Văn thử rút một chút, lại không thể rút thanh đao ra. Chu Văn, ngươi đang làm gì vậy? Lý Huyền chạy tới, nhìn chầm chầm rút đao trong tay Chu Văn. Ta phát hiện một cây đao, nhưng không nhổ ra được. Chu Văn thử vài lần, không thể rút thanh đao ra, không khỏi giật mình. Sức mạnh của hắn vô cùng lớn, ngay cả thép cũng có thể bẻ gãy, thế nhưng không thể nào đem rút đao rút ra, điều này thực sự làm hắn ngoài ý muốn. Ngươi đùa ta à, ngươi thấy thế nào đây là một cây trúc côn làm gì có đao lý huyền nhìn trúc đao trong tay chu văn nói không nó chính là một thanh đao tên của thanh đao đó là trúc đao a à sinh nghe được đoạn hội thoại của hai người đi tới nhìn thanh trúc đao này có chút giật mình hỏi trúc đao này ngươi tìm thấy ở đâu tại chiếc xe này chu văn chỉ chỉ bên cạnh xe việt giả nói không biết lưỡi đao bên trong đã rỉ sét ta không thể rút cái đao này ra a sinh chui vào bên trong xe việt giả, một bên tìm tòi một bên nói tài liệu đút chút đao là nguyên kim, ngay cả vỏ đao cũng không gỉ xét, đừng nói đến thân đao, cây đao này có thiết kế đặc thù, ngươi vận chuyển rút ngược kim đồng hồ một chút, có thể rút thanh đao ra. chu văn dựa theo lời a sinh nói chuyển động chui đao, tuy rút ra hơi nặng tay, có điều thật sự chuyển động hướng ra bên ngoài một chút, tức khắc đem thanh đao rút ra một đoạn. thân đao giống như hồ sâu bích ba. Trên phím đao dày đặt hàng ý, thân đao có hai cái lỗ bằng hai đầu ngón tay, sống đao thẳng, lưỡi đao cực mỏng, làm cho người ta cảm giác cực kỳ dễ cắt. Chu Văn rút thanh đao ra, theo tay vung lên, lưỡi đao xẹt qua bên cạnh một ô cửa sổ, trực tiếp đem nó chém đứt đoạn, Chu Văn không có cảm thấy một chút lực cản nào, độ sắc bén có chút dọa người. Đao này thật sắc bén hơn nửa chế tác bằng nguyên kim, ngươi xem còn có cây nào khác không, tìm cho ta một cái lý huyền cũng bị độ sắc bén của thanh đao làm cho dọa sợ toàn bộ liên bang số lượng trúc đao có tổng cộng có vài cái ngươi đi đâu mà tìm a à sinh từ bên trong xe việt giả chui ra nhìn đôi tay hắn trống trơn hiển nhiên không có thu hoạch gì thật hay giả an gia có nhiều mỏ kim loại nguyên kim muốn chế tạo một thanh đao như vậy cũng không dễ dàng lý huyền có chút không tin nói mỏ nguyên kim là quản chế phẩm mỗi một phần nguyên kim được khai thác và sử dụng đều phải ký trong danh sách, phương diện này liên bang quản chế hết sức chắc, đến An Gia cũng không có khả năng tùy ý lấy tài nguyên nguyên kim lũng đoạn dùng, huống chi thanh đao này không phải do An Gia đúc. A à Sinh nhìn trúc đao bên trong tay Chu Văn nói. Chu Văn đem trúc đao đưa cho A à Sinh, A à Sinh nhìn kỹ xem thân đao nói. Thân đao như bích ba vực sâu, hạ ẩn có huyết văn, đao này xác thật là tứ quân tử đao trong trúc đao không sai, không nghĩ tới trúc đao mất tích nhiều năm như vậy, thế nhưng lại ở chỗ này tứ quân tử đao là cái gì ta vẫn chưa từng nghe nói qua lý huyền hỏi a à sinh không có trả lời lý huyền nắm đao trên tay lướt nhẹ trên bản tay của chính mình một phát tức khắc trên tay phóng ra một đường như một đạo vết máu máu tươi theo lưỡi đao chảy xuôi thành một cái huyết tuyến thế nhưng không rơi khỏi thanh đao sinh ca ngươi làm cái gì vậy lý huyền cùng chu văn ngẩn ngơ nhìn a à sinh quân tử không tranh nếu đã tới lúc xuất đao, huyết tất nhiên bắn ra năm bước, cho nên quân tử đao một khi đã rút ra khỏi vỏ tất phải thấy huyết, nếu không chủ nhân nó sẽ bất lợi. A à sinh nói xong, vung thanh đao lên, huyết trên thanh đao tức khắc bị quăng ra ngoài, thân đao không nhiễm một hạt bụi, giống như hồ thu thủy, ps hồ nước trong. Thanh đao cắm vào vỏ đao, A à sinh lúc này mới trả lời lại cho Chu Văn. Văn thiếu gia, đao này tuy rằng sắc bén, có điều thật sự bất tường, có thể không nói, đây là vận đen chu văn gật gật đầu tiếp nhận trúc đao hỏi chủ nhân thanh đao này là ai về sau có thể tìm tới phiền phức hay không a sinh lắc đầu nói năm đó người đúc đao đã sớm chết đi lâu rồi nguyên bản chủ nhân của bốn thanh đao tùng cúc trúc mai đều không có cái kết cục gì tốt cả sau này bốn thanh đao này lưu lạc bên ngoài dần dần mất tung tích chúng nhân tiếp theo của chúng chỉ sợ không có cái kết thúc gì tốt đẹp đâu là thời đại nào rồi còn tin tưởng những loại mê tín đó, đau tốt như vậy không cần không phải là kẻ ngốc sao. Lý Huyền không cho là đúng nói. A sinh không biện giải, chỉ nói một một câu. Phụ thân đốc quân, An Lão Gia, từng là chủ nhân của Mai Đao. Nghe xong những lời này, Lý Huyền không nói gì nữa, phụ thân An Thiên Tá, phụ thân trước đây của U Dương Lam, từng là chủ nhân An Gia, tiền đồ sáng lạng, nhưng ngoài ý muốn chết sớm, thập phần đáng tiếc. Chuyện này hào môn vương tộc trong Lạc Dương thành đều biết, Lý Huyền tự nhiên cũng biết. Nếu thật sự là bốn thanh quân tử đao mang đến điểm xấu, vậy nó thực sự đáng sợ. Chủ nhân trước đây của thanh đao này, khả năng giống như chúng ta, bị đại điểu bắt tới, chỉ sợ 89 phần 10 bị đại điểu ăn, như thế xác thực điểm xấu, Chu Văn ngươi ném nó được rồi đấy." Lý Huyền nói ra. Ai ngờ A Sinh nói. Đao đã tới tay, ngươi bây giờ là chủ nhân của nó hiện tại ngươi có ném nó đi cũng đã chậm, vẫn nên mang theo nó. Chu Văn gật đầu không nói gì, hắn vốn không quá tin tưởng những cái kia, tự nhiên cũng không quan tâm đến những điều đồn thổi. Ba người trên bình đài tìm kiếm trong chốc lát, phát hiện bên trong cốt chiếc xe còn lại có hai quả trứng phối sủng, có điều chỉ là truyền kỳ, hoặc nhìn không phải là mặt hàng đắt tiền gì. Một mực không thấy đại điểu xuất hiện, ba người lặng kẻ đi theo bên khác chạy trốn, nhưng mới chạy trốn không bao xa, lại cảm giác một luồng gió nóng thổi tới Bọn hắn lại bị cuốn về bình đài Lần này bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của đại điểu Về sau, bọn họ tiếp tục thử mấy lần Còn thử xem có thể vượt qua mỏm núi chạy trốn hay không Nhưng kết quả lại tương tự Toàn bị gió nóng thổi qua Đưa bọn họ trở lại bình đài Sáng sớm ngày thứ hai Mặt trời vẫn chưa xuất hiện phía trên đường chân trời Đại điểu mang theo 6 con tiểu điểu từ trong thụ động ra ngoài Sau đó mang chúng nó cùng nhau đi lên đỉnh núi ba người chu văn còn cho rằng chúng nó giống như trước kia bay đi chỗ khác nhưng không ai ngờ đại điểu dẫn sáu con tiểu điểu dẫn tới đỉnh núi sáu tiểu đều xếp thành một thành một hàng như vận động viên nhảy cầu thi đấu trực tiếp theo đỉnh núi nhảy xuống đồng thời học bay lượn hướng về bình đài sông tới chu văn thấy cái con chim nhỏ kia hướng về hắn sông tới muốn tránh đi sang một bên ai biết cảm thấy một cổ lực lượng kéo tới khiến cho hắn thân bất do kỹ nghênh hướng chim nhỏ bay lao xuống để chim nhỏ cho tiếp nhận nhanh chóng ba người Chu Văn biết ý đồ đại điểu, nó muốn ba người Chu Văn trở thành đích, đem sáu tiểu điểu luyện tập bay lượng lao xuống, tiếp được bọn nhóc tỳ này. Một ngày trước đó, Chu Văn có nằm mơ cũng không ngờ, chính mình như vậy trở thành bảo mẫu cho sáu tiểu điểu bồi luyện. Càng làm cho Chu Văn buồn bực, đó là những con tiểu điểu này như thích hắn, hay hướng về phía hắn lao tới, rất ý khi bay tới chỗ Lý Huyền và A Sinh. Lý Huyền ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói: "Lão Chu, Xem ra nhân duyên ngươi tốt, không, phải nói là đẻo duyên ngươi tốt, những tên tiểu điểu đó đều thích ngươi. Nếu nhân duyên của ngươi tốt như vậy, đã sớm thoát kiếp FA. Toàn bộ ban ngày, nhóm tiểu điểu này vượt qua những bài tập bay lượn, bọn gia hỏa này thể chất cùng thiên phú đều cực cường, bởi chúng nó vừa ra đời không bao lâu, còn không thể khống chế hoàn mỹ thân thể chính mình, cho nên mới có vẻ hơi vụng về. Có điều tiến bộ của bọn nó cực nhanh, vẻn vẹn qua một ngày thời gian luyện tập, đối với năng lực khống chế thân thể tăng cường rất nhiều thời điểm sáng sớm còn bay ngã trái ngã phải đừng nói rơi trên thân chu văn nhiều khi đều vọt thẳng ra bên ngoài bệ đá đến khi chạng vạn tối những con tiểu điểu kia đã có khả năng chính xác rơi vào đỉnh đầu chu văn mặt trời xuống núi đại điểu mang theo nhóm tiểu điểu trở lại hốc cây chu văn cuối cùng có thể buông lỏng một chút ai biết đại điểu cánh khẽ vỗ một luồng kình phong vậy mà kéo thân thể của hắn hướng bay tới trong hốc cây a sinh phản ứng cực nhanh, kéo lại Chu Văn, dùng lực lượng của hắn, vậy mà kéo không được, hai chân tại trên bệ đá kéo ra thành hai vệt đất dài, mắt thấy bị đưa gần đến bên ngoài bệ đá. Con đại điểu này cực kỳ âm hiểm, ban ngày để chúng ta làm bảo mẫu, ban đêm còn muốn chúng ta làm đồ ăn vặt cho nó. Lý Huyền cũng nhào lên giữ chặt Chu Văn. Nhưng tất cả đều vô dụng, đại điểu vẫy cánh lần nữa, đem ba người Chu Văn trực tiếp cuốn lên bay vào bên trong hốc cây xong xong lần này khẳng định phải nuôi chim lý huyền kêu thảm nói trong hốc cây vô cùng sâu thời điểm ba người chu văn rơi xuống đất cảm giác của lực lượng kia thu lại không để bọn hắn rơi xuống lòng đất đừng kêu giống điểu này hình như không có ăn mặn a sinh quan sát một chút bốn phía nói ra làm sao ngươi biết chúng nó không ăn ăn mặn lý huyền không tin nơi này không có mùi máu tươi càng không có xương cốt ngược lại có rất nhiều trái cây. A à sinh chỉ một góc trong hốc cây, quả nhiên nơi đó chất đống nhiều hoa quả. Nguyên lai like chúng nó không ăn mặn, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Huyền thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chu Văn không có xem những cái trái cây kia, hắn ngửa đầu, ánh mắt nhìn phía trên, khắp khuôn mặt cổ quái. Trên hốc cây cao gần trăm mét, tại trên không hốc cây, có một vật thể màu vàng hình bầu dục. Nếu như cẩn thận phát hiện, phát hiện nó chính là một bọc kén được bao bởi nhiều cái tơ mỏng. Chu Văn đã gặp qua hai cái kén tương tự như vậy, có điều hai khỏa kia đều là màu trắng, còn khỏa này có màu vàng. Không thể nào, nơi này vậy mà cũng có một khỏa kén. Chu Văn nhìn kỹ kim kén, càng xem càng giống hai khỏa kén mà chính hắn đã nhìn qua, chẳng qua màu sắc khác nhau mà thôi. Chẳng lẽ nói, những thứ này đều là kén sinh của dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn thực sự cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mà những sào huyệt của dị thứ nguyên sinh vật không cùng loại đều xuất hiện những viên kén như vậy? Tính cho tới bây giờ, bên trong những khỏa kén được bảo vệ bởi dị thứ nguyên sinh vật, chỉ có Hoàng Kim Phi nghĩ yếu nhất, hai con còn lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Bên trong Long Tỉnh, dị thứ nguyên sinh vật hình rồng quấn quanh trụ đá không có gì để nói, kinh khủng không thể nào tưởng tượng, con đại điểu này cũng giống vậy, A à Sinh là cường giả đỉnh cấp trong sử thi, nhưng trước mặt đại điểu này dường như không có cả cơ hội phản kháng đương nhiên cũng có thế không đến thời điểm sinh tử a sinh còn không có dự định liều mạng lý huyền cùng a sinh cũng theo ánh mắt chu văn nhìn lên cũng thấy được viên kén kia lý huyền kinh ngạc hỏi kỳ quái nơi này tại sao có thể có một khỏa kén không ai có thể trả lời hắn đại điểu mang theo sáu tiểu điểu rơi xuống khiến trong lòng lý huyền căng thẳng cũng không có tình quản tới khỏa kén này đại điểu đậu trên mặt một khối gỗ cháy đối với ba người chu văn phát ra một tiếng chim hót Chấn màn nghĩ ba người Chu Văn như muốn nổ tung. Ba người cũng không thể hiểu tiếng chim, cũng không có năng lực tâm linh tương thông, không biết đại điểu có ý gì, thời điểm đang do dự, thấy sáu tiểu điểu tiến tới, trong miệng ngậm vỏ trứng, lắc lắc thân thể vỗ cánh, bay công vẹo đi tới trước mặt Chu Văn, đem đồ vật trong miệng đặt dưới chân Chu Văn. Chu Văn vốn cho rằng lũ chim này sợ hắn chết đói, không có ai giúp nó bồi luyện, nên đem chút trái cây cho bọn hắn ăn, nhưng sau khi nhìn kỹ mới phát hiện sáu tiểu điểu mang tới không phải là trái cây mà là một đồ vật như mảnh vỡ ngọc thạch sáu mảnh vỡ có hình dạng không giống nhau có điều chất liệu thoạt nhìn không khác mấy là một loại ngọc thạch hơi mờ có màu sắc vàng nhạt cho ta thứ này làm gì ta cũng không phải là nữ nhân không phải người thích đồ vật lấp lánh bắt mắt chu văn thầm nghĩ trong lòng cái này hình như giống mảnh vỡ của vỏ trứng a à sinh quan sát tỉ mỉ mảnh vỡ trầm tư sau một lát nói ra mảnh vỡ vỏ trứng chu văn quan sát tỉ mỉ sáu cái mảnh vỡ quả nhiên thoạt nhìn có chút giống vỏ trứng sau khi vỡ vụn hình dạng bất quy tắc mà lại những cái kia mảnh vỡ đều mang đường cong càng thêm kiến chu văn xác định lời a sinh nói không sai những mảnh vỡ này tám chín phần mười là vỏ trứng sáu con chim nhỏ chúng nó đem vỏ trứng trước mặt mình làm cái gì chẳng lẽ muốn mời ta ăn vỏ trứng ăn trứng chim ta vẫn được ăn vỏ trứng ta không thể được chu văn trong lòng phiền muộn cũng không quản chúng nó có thể hay không nghe hiểu, ho nhẹ một tiếng nói với chúng. Cám ơn hảo ý các ngươi, ta không ăn vỏ trứng, chút vỏ trứng này, các ngươi tốt nhất nên tự xử đi. Cũng không biết chúng nó không có nghe hiểu, hay là có cái nguyên nhân gì khác, sáu con chim nhỏ xếp thành một nhóm đứng trước mặt Chu Văn, trừng trọng mắt nhìn hắn, giống như không có nghe thấy hắn nói. Chu Văn thấy chúng nó bất động, dạng này dằn co nữa cũng không phải cái biện pháp, thế cầm lên một mảnh vỏ trứng nói ra ta muốn một mảnh, có thể để ta, quay đầu lấy về, từ từ ăn. Chu Văn cầm lấy vỏ trứng, chỉ cảm thấy vỏ trứng có vẻ bóng loáng ngọc thuận, cầm trong tay có cảm giác ấm áp, như cầm vào ôn ngọc trong truyền thuyết, nếu không gặp qua lũ chim này, chắc chắn không thể nghĩ tới đây là một khối vỏ trứng. Chu Văn nói xong, đem mảnh vỡ bảo vào túi quần áo mình, hy vọng có thể lừa dối bọn chúng. Không nghĩ tới thật đúng lúc, Chu Văn vừa cầm mảnh vỏ trứng vụn, năm con tiểu điểu khác ngậm chính vỏ trứng của mình chạy về chỉ còn có một con tiểu điểu bị chu văn cầm vỏ trứng kia còn đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn chu văn chu văn cuối cùng thở dài một hơi nếu như một ít tiểu điểu này khăng khăng muốn cho hắn hiện tại ăn mảnh vỡ vỏ trứng chu văn biết rõ không địch lại lại cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận cái đồ chơi này hắn ăn không trôi không biết con tiểu điểu còn định làm cái gì đó thời điểm chu văn đang đang suy tư thấy đại điểu trên thân cây gỗ cháy đen hai cánh dương ra, lập tức gió nóng cuốn lấy Chu Văn ba người, như vòi rồng, đem bọn hắn cuốn lên giữa không trung, trực tiếp ném ra bên ngoài hốc cây. Ba người chỉ cảm thấy giống như đằng vân giá vũ, trước mắt đều là một mảnh vạn vẹo kim quang, chờ lực lượng kinh khủng kia biến mất, thời điểm ba người ngã xuống đất, lúc này mới phát hiện trước mắt vậy mà không có cây ngô đồng, mà tại trên sơn đạo, bên cạnh là hàng rào trên đường núi, còn có dấu vết bị đụng qua. Đây là địa điểm trước đó bọn họ dừng xe lý huyền nhìn xung quanh một chút không có phát hiện bóng dáng đại điểu không khỏi kinh hỷ nói chúng ta đã trở lại chỗ cũ đại điểu kia vậy mà thả chúng ta chu văn cũng mừng rỡ tuy nhiên lại đột nhiên nghe được tiếng chim hót không khỏi lạnh cả tim nhưng lại suy nghĩ cẩn thận cảm thấy có chút không đúng tiếng chim hót có chút non nớt không có chút uy năng kinh khủng không phải là đại điểu mà chính là tiểu điểu chu văn cúi đầu xem xét thấy một con chim nhỏ ngây ngốc lăng đứng tại bên chân của hắn lệch ra cái đầu đang xem hắn con tiểu điểu này cũng bị cuốn theo chúng ta sao trong lòng chu văn giật mình nghĩ lại một chút cảm thấy có khả năng không phải sai lầm của đại điểu trước đó sáu con tiểu điểu đưa sáu mảnh vỡ vỏ trứng cho hắn lựa chọn chu văn cảm thấy có chút kỳ quái khi đó còn không có nghĩ nhiều như vậy hiện tại đột nhiên thấy có một con tiểu điểu cùng bị cuốn theo hắn ý nghĩ trong lòng hắn chợt lóe thời điểm trước đó lựa chọn mảnh vỡ trứng thật ra là lựa chọn tiểu điểu đi theo ta chọn trúng con tiểu điểu nào thì con nấy đi theo ta sao nếu như vậy nếu như ta cầm cả sáu mảnh không biết sẽ như thế nào chu văn đưa tay nâng tiểu điểu lên con tiểu điểu kia không hề phản kháng mặc sức để chu văn đem nó ôm ấp nghiêng đầu nhỏ con mắt tròn trị nhìn chằm chằm chu văn lão chu đại điểu không phải đem con tiểu điểu này tặng cho ngươi chứ chuyện này thật không công bằng tẹo nào công việc chúng ta đều làm chung dựa vào cái gì mà chỉ ngươi có lễ vật còn ta và sinh ca không có cái gì lý huyền đem vấn đề then chốt nói ra hiện tại không biết đây là phúc hay họa đây chu văn khẽ lắc đầu nâng tiểu điểu hướng chỗ dãy núi hô to thần điêu ngươi muốn để ta mang nó đi sao hô tận ba lần nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại chu văn đành phải mang lên chim nhỏ cùng lên đường không có xe ba người chỉ có thể đi bộ mặc dù tốc độ bọn hắn chạy cũng rất nhanh thậm chí không thua ô tô, nhưng thân thể con người dù sao không phải máy móc, thể lực hết sức có hạn, chạy thời gian lâu dài, nhân loại có mạnh như thế nào cũng sẽ hao hết lực lượng. Mà tại vùng núi giả ngoại, lại phụ cận tầng lĩnh, nếu không còn khí lực, chẳng may gặp phải mấy con dị thứ nguyên sinh vật thì khít khít. Ba người cũng không dám chạy quá nhanh, chạy một hồi đi thông thả một hồi. Ban đầu A Sinh chuẩn bị dẫn bọn Chu Văn đi phụ cận tầng lĩnh, tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực rèn luyện, nhưng bởi không có xe nơi này lại không có tín hiệu hắn đành phải từ bỏ kế hoạch lúc trước dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thành thị tiếp theo a à sinh nói với chu văn nếu như bọn hắn không có mặt tại thời điểm có mặt tại thành thị tiếp theo an gia sẽ phái ra đội cứu viện lục soát tìm họ cho nên bọn họ phải nhanh chóng liên hệ với an gia tần lĩnh thực sự quá thần bí bọn hắn mặc dù chỉ tới gần tần lĩnh không có chính thức tiến vào trong nhưng đã thấy rất nhiều chuyện thần bí một ngày ban đêm Chu văn ba người nghe được bên trong tầng lĩnh truyền đến thanh âm tiên nhạc, như có tiên nữ trong núi tấu nhạc vũ đạo. Mặc dù Chu văn rất muốn đi xem thử, nhưng cũng biết không thể đi mạo hiểm. Bên trên con đường còn chứng kiến nhiều loại thực vật kỳ lạ, chưa từng nhìn thấy, cây nấm cao hơn cái lầu nhỏ, cây cỏ hình dạng giống người, đủ các thể lại quái dị, tầng tầng lớp lớp đập vào mắt họ, mà đây chỉ là bên ngoài tầng lĩnh. Mặc dù trên đường đụng phải rất nhiều chuyện quái dị, có điều sau khi trải qua chuyện tình đại điều về sau, không hề xảy ra chuyện bất trắc gì. Ba người Chu Văn dùng ba ngày ba đêm, cuối cùng xuyên qua tầng lĩnh, đến một cái thành nhỏ. A sinh liên lạc An Gia, kịp thời báo cáo tình huống bên này, để An Gia đều chuẩn bị muốn ra phát đội cứu viện ngừng lại. Kế hoạch ban đầu của ta là để các ngươi đi tới trước mấy cái dị thứ nguyên lĩnh vực lịch duyệt, nhưng hiện tại không kịp nữa rồi, ta đã liên hệ An Gia gửi máy bay tới, lập tức sẽ đưa chúng ta đến thánh địa a sinh gọi xong điện thoại đối chu văn cùng lý huyền nói ra chu văn cùng lý huyền đều cảm thấy trực tiếp đi thánh địa tốt hơn miễn gặp lại những chuyện phiền toái được chứng kiến chim lớn khủng bố về sau bọn hắn càng không dám tùy ý ra ngoại dị thứ nguyên lĩnh vực đi lại nghỉ ngơi nửa ngày có máy bay trực thăng vũ trang tới đón bọn hắn chở bọn hắn đi một cái đại thành thị có sân bay sau đó đi máy bay đi tới thánh thành bởi vì trên không có thật nhiều khu vực đều bị dị thứ nguyên lĩnh vực bao phủ cho nên hiện tại máy bay cũng không thể tùy ý bay loạn, đại bộ phận đường tuyến trước kia đều không có biện pháp sử dụng, chỉ có rất ít khu vực có thể bay đi thông qua, hiện ở phi trường cũng đều là do chính phủ liên bang tiếp quản. Thành viên đội bay đều là sĩ quan quân đội. Thánh Thành là trung tâm hành chính cai nhất liên bang, cũng chính là trung tâm của thế giới loài người sau thời kỳ trải qua thứ nguyên phong bạo. Tên của nó là Thánh Thành, bởi vì Thánh Thành kế tiếp Thánh Địa liên bang, lục đại anh hùng liên bang trong thánh địa đạt được đặc thù thể chất, có được lực lượng vô cùng cường đại, có thể lần nữa trấn áp nhân loại, thành lập một chính quyền ổn định, làm giảm bớt nhiều tai họa và chiến tranh, khiến nhân loại hòa bình hơn. Chu văn ba người đi tới thánh thành, nơi này tại thứ nguyên phong bạo về sau mới thành lập mới thành thị, đối kiến trúc so với loại cổ thành như quy đức phủ, lạc dương khác biệt, hoặc nhìn có loại cảm giác hiện đại, trên đường khắp nơi đều thấy pho tượng lục đại anh hùng. Lục đại anh hùng cứu nhân loại ra khỏi tai nạn, bọn họ nhận được vinh dự cao nhất của liên bang hết thảy người dân liên bang đều vĩnh viễn nhớ tên của họ chỉ đối với chu văn mà nói cái này cũng không là một chuyện tốt bởi hậu đại lục đại anh hùng rất có thể đối đầu với hắn không nói tới ân oán của an thiên tá cùng sáu anh hùng gia tộc chỉ tính ân oán của chu văn đối với nhà tạp bội chỉ sợ cái nhóm này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy a sinh đã sớm đã đặt xong gian phòng an bài chu văn cùng lý huyền ở lại lúc này mới lại bắt đầu liên hệ đủ loại công việc tiến vào thánh địa. Bởi bọn hắn tại tầng lĩnh trễ nải mấy ngày, mặt khác những người trẻ tuổi tham gia tranh đoạt chiến, hầu như đều đã đến đủ, Chu Văn cùng Lý Huyền xem như hai người cuối cùng. Bộ trưởng, Chu Văn đã đến Thánh Thành, tiến vào khách sạn Gô Tiết. Tầm mắt lệ tư lấp lánh, nắm đấm siết chặt. Nếu nói nguyên khí của mình bị phế, lệ tư nàng có thể chịu đựng, nhưng ước hàng vì nàng mà chịu nhục, đã khiến nàng hận không thể lập tức tiến lên giết chu văn ta biết có a sinh bồi cạnh hắn mà bọn hắn trên danh nghĩa dù sao cũng tới liên bang tham gia thí luyện tại thánh địa chúng ta không thể trắng trợn mang chu văn đi cứ dựa theo lời ngươi nói lúc trước ngươi cố gắng liên lạc những người trẻ tuổi ở những nhà khác tham gia thí luyện để bọn chúng bên trong thánh địa chiếu cố chu văn một chút kiều tư viễn nói ra bộ trưởng xin người yên tâm coi như ta không có ra mặt những nhà khác cũng không để chu văn dễ chịu Năm đó, An Thiên Tá đem một đời hậu đại lục đại anh hùng phế đi, Chu Văn đại biểu An gia tới, tất cả bọn chúng tất nhiên sẽ trả thù, giống như An Thiên Tá trước đây đã từng làm, phế Chu Văn đi. Lệ Tư nói ra, Chu Văn người này không đơn giản, hắn có thể đánh bại ước hàng lúc ước hàng dùng thẩm phán chi quan, thực lực như vậy, tính trong hậu đại lục đại anh hùng cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Mà An gia tự tin cử hắn tới, tự nhiên có chút nắm chắc, tốt nhất ngươi nên chủ động liên hệ những thành viên của nhà khác cùng hành động đảm bảo kế hoạch lần này không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn kiều tư viễn không giống lệ tư lạc quan như vậy ngài yên tâm ta đã liên hệ vài người có quan hệ tốt với nhà chúng ta cùng ước hàng hành động chắc chắn không xảy ra vấn đề lệ tư nói như tính trước đây là thánh địa không phải an gia tại lạc dương chu văn lần này có chạy đằng trời kiều tư viễn hơi gật đầu dừng một chút lại hỏi. Có liên lạc lan thơ không? Không có, hắn gần đây không thấy tâm hơi, không biết đi nơi nào, sợ không đến ngày thánh địa mở ra, hắn sẽ không trở về. Lệ Tư nói. Tận lực liên hệ với hắn, nếu có lan thơ ra tay, chắc hẳn không có sơ hở nào. Tư viễn nói ra. Lần đầu tiên tới Thánh Thành, Lý Huyền đi dạo phố, nói muốn nhìn Thánh Thành đến cùng cùng Lạc Dương có cái gì khác biệt, Chu văn nhưng không có hứng thú như thế, lưu bên trong gian phòng của mình chơi game. Chu Văn dùng công năng của điện thoại thần bí xem xét tư liệu của chua trúc đao này cùng mảnh vỡ vỏ trứng, kết quả không có phát hiện điều gì đặc biệt, hai đồ vật này không bị công năng điện thoại khóa, tự nhiên không thể thu vào bên trong đồ chơi. Chu Văn đành phải đem bọn nó bỏ vào trong không gian hỗn độn châu, Chu Văn vốn muốn mượn nhờ lực lượng hỗn độn châu, đem cho hỗn độn đệ nhất trật tự tăng lên tới truyền kỳ cấp, nhìn một chút có thể có được dạng gì mệnh cách nhưng hỗn độn châu không hiện lên những cái bóng kia và chữ viết lần nào nữa chu văn không còn cách nào khác để tăng lên tiểu điểu nhỏ trên bàn mặt nhảy tới nhảy lui chu văn mua một chút hoa quả cho nó tuy nhiên thấy nó không thèm chút nào thời gian mấy ngày trôi qua tiểu điểu không ăn uống một chút nào ngay cả nước cũng không uống nhưng chu văn không thấy nó suy yếu tẹo nào vẫn y nguyên bộ dáng mười phần khỏe mạnh ban đầu chu văn tính toán phải cày nát mấy cái phó bản cày một chút không biết có thể đem thuộc tính tăng lên đến 20 được không, nhưng tiểu điểu tuyệt đối không an tĩnh, nhảy tới nhảy lui trên người hắn, hóc chi cha chi chít không ngừng. Chu Văn đang nghe truyện trên TV audio CV không để ý tới nó, nó còn nhảy trên đầu Chu Văn, dùng miệng chim mổ đầu Chu Văn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Văn cầm chim nhỏ từ đỉnh đầu lấy xuống, có chút buồn bực chất vấn. Vốn tưởng cho rằng, những lời mình nói như đàn gãy tai trâu, Tiểu điểu nghe căn bản không hiểu, nhưng không ngờ tiểu điểu như thế nào lại hiểu được, nhảy lên mặt bàn, dùng mỏ ngậm một quyển tạp chí nâng lên, lật lật đến một trang, dùng móng vuốt giữ lại. Chu Văn tò mò nhìn thoáng qua, thấy trang tạp chí tiểu điểu giữ lại, lại là một bài quảng cáo, mà nội dung bài quảng cáo liên quan tới một cửa hàng bán trứng phối sủng. Ngươi muốn ăn cái này. Chu Văn khiếp sợ nhìn chim nhỏ hỏi. Chim nhỏ quả nhiên nghe hiểu được hắn nói chuyện, lập tức gật đầu. Cái này không có, ta có một trứng truyền kỳ phối sủng, ngươi ăn tạm trước đi. Chu Văn lấy ra một viên trứng truyền kỳ phối sủng đặt trước mặt tiểu điểu, đây là trứng phối sủng lấy trong xe nát trên bình đài. Thấy bộ dạng ghét bỏ của tiểu điểu, Chu Văn còn nói thêm. Quả trứng sử thi kia, ta không có tiền mua cho ngươi, ngươi không nên nghĩ nhiều nữa, nếu ngươi không ăn trứng phối sủng này, một viên cũng không có cho ngươi đâu. Nhìn giá khởi điểm thật nhiều số không đằng sau, Chu Văn không có bất kỳ hứng thú gì, tiểu điểu muốn ăn những phối sủng đó, khó tránh khỏi suy nghĩ hảo huyền. Tiểu điểu nhìn Chu Văn trừng mắt, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cúi đầu, dùng miệng mổ trứng truyền kỳ phối sủng kia, hoặc nhìn ăn vô cùng không tình nguyện. Chu Văn cũng không có cách, có thể mang trứng phối sủng cho nó ăn, Chu Văn đã tương đối đau lòng, chứ đừng nói đến trứng sử thi phối sủng, căn bản không có khả năng cầm lấy. Nghỉ ngơi hai ngày, A Sinh dẫn bọn hắn đi tới chỗ báo danh tại Thánh Địa, thời điểm bọn hắn tới chỗ, đã có rất nhiều người trẻ tuổi đều báo xong tên. Lúc Chu Văn ghi tên, viên quan phụ trách xét duyệt nói ra An Gia Lạc Dương, tầm mắt nhiều người trẻ tuổi hướng về bên Chu Văn, thậm chí có mấy người bắt đầu sắn tay áo. Ước hàng đứng trong đám người, lạnh lùng nhìn chầm chầm Chu Văn, trong mắt lập lòe sát cơ. Lão Chu, hoặc nhìn chúng ta dường như rất được hoan nghênh. Lý Huyền tự nhiên nhìn thấy không thích hợp, cố ý nói ngược lại xác thực rất được hoan nghênh, sợ đến lúc đó bọn hắn nhiệt tình để cho người ta chịu không được. Chu Văn từ tốn nói một câu. Đại diện An Gia không phải là An tỉnh sao, chẳng lẽ bọn chúng sợ nên đem người khác thế thân sao? Một thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói ra. An Gia thật thông minh, người An Gia không dám tới, tìm một ngoại nhân tới để cho chúng ta trút giận. Một thiếu niên tóc vàng mặt mũi tràn đầy kinh thường nói Ngoại trừ An Thiên Tá ra xem ra cũng không có người nào trong an gia khá khẩm cả ta cảm thấy bi ai thay cho an gia chu văn chỉ nhìn cách nói chuyện của một số thiếu niên kia biết lần này mình không có dễ chịu rồi văn thiếu gia nếu như ngươi không muốn tham gia hiện tại rời khỏi còn kịp phu nhân lúc đến đã thông báo cho ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh việc không thể làm cũng không thể cưỡng cầu a sinh nhỏ giọng nói với chu văn nếu ta đáp ứng mặc dù phía trước là núi đao biển lửa cũng chỉ có thể xông vào hiện tại không có chuyện chạy về chu văn ngoài miệng nói hùng hồn nhưng thực tế không phải hắn muốn dựa vào những đặc thù thể chất kia để tăng lên thuộc tính thân thể của hắn hắn không bao giờ nguyện ý dính vào vũng nước đục này đương nhiên nhân tình nhất định phải trả dù thế nào hắn cũng phải tiến vào thánh địa nhìn một chút không để ý tới những người châm chọc khiêu khích tầm mắt chu văn một mực tại đài quan sát thánh địa hy vọng có thể tìm tới tay đồ án cái gọi là thánh địa trong tưởng tượng chu văn không giống nhau không có kiến trúc cổ xưa to lớn cũng không phải tiên động trong nhân gian tại một mảnh hoang vu trong sa mạc có một tòa bệ đá cũ nát cổ xưa bệ đá hiện lên hình sáu cạnh mỗi cái góc cạnh có một cây cột đá đứng thẳng trên sáu cái trụ đá không có đồ án điêu khắc khác nhau thủ pháp và phong cách cũng rất riêng biệt đáng tiếc là chu văn sử dụng đế thính quan sát một hồi lâu cũng không có thấy đồ án nhỏ tất cả đều im miệng nơi này không phải chợ bán thức ăn, người nào nói hưu nói vượng nữa, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Quan viên lạnh giọng quát ngưng mọi người lại, tiếp tục nói. Trước khi đến đây các ngươi chắc đều biết quy tắc của thánh địa, người nhà của các ngươi đều đã nói với các ngươi, có điều ta vẫn còn muốn nói lại một lần, hết thảy người tiến vào thánh địa đều xuất phát từ tự nguyện, nếu như trong thánh địa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, người tổ chức thí luyện lần này không quan hệ gì, nói cách khác, coi như các ngươi chết ở bên trong, cũng không có người vì thế mà phụ trách. Nói đến đây, ánh mắt quan viên nhìn về phía Chu Văn, tiếp tục nói. Nếu có người bây giờ muốn rời khỏi, có thể lập tức xin, không cần tiến vào thánh địa, nếu tiến vào thánh địa, phải phụ trách toàn bộ hành vi của mình, họa phúc tự cầu. Tất cả mọi người đều rõ ràng, những lời này của quan viên là nói với Chu Văn, bị nhiều người như vậy nhầm vào, Chu Văn tiến vào thánh địa về sau chỉ sợ sẽ không dễ chịu, Tỷ lệ tử vong so những người khác cao hơn nhiều. Thấy Chu Văn không có ý tứ muốn rời khỏi, quan viên tiếp tục nói: "Nếu không có người rời khỏi, như vậy thánh chiến năm nay chính thức bắt đầu, sau đó sẽ mở ra thị trường trứng phối sủng, nếu có người cần mua trứng phối sủng, có thể đi mua sắm, tiếp xuống 24 tiếng, các ngươi tùy thời đều có thể tiến vào thánh địa, có thể hay không trong thánh địa sống sót, xem vận mệnh của các ngươi đi." Sau khi quan viên nói xong, để cho người ta mở ra thị trường giao dịch, có không ít thương gia đều bày xong quầy hàng, phía trên quầy hàng đủ loại trứng phối sủng, trên cơ bản đều dùng trứng truyền kỳ phối sủng làm chủ. Chu Văn thấy bản hiệu tương đối quen thuộc, đều là những nhà bán lẻ trứng phối sủng nổi tiếng trong liên bang. Văn thiếu gia, ngươi cần trứng phối sủng gì, cứ việc đi chọn lựa, phu nhân đã chuẩn bị xong đầy đủ tài chính, để ngươi có thể mua được trứng phối sủng, cho nên ngươi không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc. A à sinh nói. Không cần, ta dùng phối sủng của mình quen rồi. Chu Văn nói. Một người có thể sử dụng được vô hạn phối sủng, có điều thực tế lúc sử dụng, nếu dùng quá nhiều phối sủng cùng một lúc có thể gây bất lợi cho người chỉ huy, nếu phối sủng của mình thuộc loại phối sủng có trí tuệ cao còn dễ, nhưng thực tế đại bộ phận phối sủng IQ không cao, để chúng nó đi công kích, chẳng khác một đám ô hợp. Chẳng những không phát huy sức mạnh vốn có, thậm chí còn tấn công lên nhau. Cho nên người bình thường đều chỉ huấn luyện trọng điểm mấy con phối sủng, làm thế nào để có thể sử dụng thuận buồn xuôi gió nhất. Phối sủng trên người Chu Văn, hắn đã sử dụng thuần thục, thậm chí phối sủng của Chu Văn trong truyền kỳ thuộc loại đỉnh cấp. Phu nhân nói không sai, ngươi quả nhiên không chịu mua trứng phối sủng. A sinh nói xong, xuất ra một cái hộp giao cho Chu Văn, đồng thời trịnh trọng nói. Trước khi chuẩn đi, phu nhân cố ý căn dặn ta phải đưa cho ngươi, Phu nhân nói những viên trứng phối sủng khác có thể không lấy, nhưng viên trứng phối sủng này nàng lấy trong dị thứ nguyên lĩnh vực, ngươi dù thế nào cũng phải nhận lấy, bằng không lần này ngươi trở về, nàng sẽ bắt ngươi ngày ngày theo nàng ăn cơm cùng tiểu tỉnh. Lam tỷ tỉ thật chu đáo. Chu Văn không có cự tuyệt, nắm hộp nhận lấy. Hắn không thích huynh muội An gia, tuy nhiên không gạt bỏ U Dương Lam, nếu U Dương Lam đã nói như vậy, Chu Văn cũng không cự tuyệt. Mở hộp ra xem xét, chỉ thấy bên trong là một viên trứng lớn chừng quả đấm màu đen hoặc nhìn như kim loại lại có chút ngọc thạch sáng bóng đây là trứng phối sủng gì chu văn nhìn trong hộp một chút không có thể tư liệu gì phu nhân không có nói cho ta biết nàng chỉ nói ngươi cứ ấp đi rồi sẽ biết a sinh nói chu văn gật đầu không có lập tức ấp thu vào trong ba lô sau đó nói với a sinh trứng phối sủng ta nhận ta khi khắc mới tìm cơ hội ấp ngươi không cần lo lắng Chu Văn có được mệnh cách đạo thể, khôi phục nguyên khí cực nhanh, muốn ấp truyền kỳ phối sủng lúc nào cũng được, không sợ nguy hiểm khi tiêu hao nguyên khí quá độ. "Tốt, chuyện của ngươi đã giải quyết xong, Chu Văn ngươi không mua trứng phối sủng, đi theo ta một chút đi, ta không có nhiều cực phẩm phối sủng như ngươi, lần này có cơ hội tốt, nói không chừng có thể nhặt được mấy con cực phẩm." Lý Huyền lôi kéo Chu Văn hướng thị trường giao dịch đi đến. Lời này của Lý Huyền cũng không phải không có cơ sở. Trên thực tế chỉ cần đủ tiền, trong đây có thể mua được truyền kỳ phối sủng mà bình thường khó mua. Các thương gia chuyên buôn bán trứng phối sủng, muốn lưu lại ấn tượng cho nhóm người trẻ tuổi dẫn dắt thời đại này, không tiếc đem cực phẩm phối sủng ra bán. Chu Văn cùng Lý Huyền đi dạo, không khỏi kinh ngạc, ở đây có nhiều trứng phối sủng hắn chưa từng nghe nói qua, chỉ có thể nhìn tư liệu phía dưới, có nhiều phối sủng có năng lực rất hữu dụng, không kém biến dị ma hóa tướng của hắn. Trứng phối sủng nơi này đều thuộc dạng đỉnh cấp, giá cả chỉ có thể nói trên trời, so với cửa hàng trứng phối sủng bình thường phải đắt ít nhất gấp đôi. Dù vậy vẫn không thiếu người dùng tiền mua trứng phối sủng, vung tiền như rác. Lôi thần tướng. Nơi này có Lôi thần tướng. Đột nhiên có một thanh âm truyền đến, hấp dẫn nhiều người tới. Ba chữ Lôi thần tướng, tựa như có ma lực vô cùng, nhiều người trẻ tuổi bị hấp dẫn. Ba người Chu Văn cũng đi qua nhìn xem, dù sao phối sủng Lôi thần tướng quá nổi danh, là loại đệ nhất truyền kỳ phối sủng hệ công kích, vô luận ở trạng thái phối sủng hay phối hợp trạng thái, đều có tính công kích cực mạnh. Điểm nổi danh nhất của lôi thần tướng là nguyên khí kỹ của nó, lôi thần dẫn, có thể dẫn động lôi điện trong hư không tới gia trì trên thân thể chính mình, mang theo uy năng lôi điện chiến đấu cùng kẻ địch, mỗi mục kích đều chứa vô hạn lôi điện phụ gia, cực kỳ đáng sợ. Nếu nói tới phối hợp trạng thái, nó chính là lôi thần kiếm, có khả năng sử dụng lôi thần dẫn như cũ, nếu là người không có tu luyện qua nguyên khí kỹ có thuộc tính lôi sử dụng lôi thần kiếm cũng có thể ra phát ra kiếm quan chứa lôi điện lôi thần tướng truyền kỳ đệ nhất phối sủng hệ công kích không phải là giả có điều hắn phải có kỹ năng lôi thần dẫn hết thảy có bốn kỹ năng bình thường ấp truyền kỳ lôi thần tướng chưa chắc có thể ra phối sủng có kỹ năng lôi thần dẫn nếu lôi thần tướng không có kỹ năng lôi thần dẫn thì nó chẳng khác gì một truyền kỳ phối sủng bình thường cho nên lôi thần tướng có đáng tiền hay không phải tính xem hắn có kỹ năng lôi thần dẫn hay không. Đáng tiếc nơi này toàn bán trứng phối sủng, coi như có khả năng nhìn xuyên thấu, cũng không thể biết bên trong phối sủng có thuộc tính, kỹ năng gì. Cho nên người vây xem rất nhiều, nhưng chân chính chịu xuất tiền mua lại không có một ai. Trứng phối sủng truyền kỳ lôi thần tướng báo giá 200 vạn, nếu cái giá này có thể mua đệ nhất truyền kỳ phối sủng hệ công kích thì tuyệt đối hời, nhưng trường hợp ấp ra lôi thần tướng không có kỹ năng lôi thần dẫn thì không còn nghi ngờ gì nữa, Tiết đứt ruột. Có rất nhiều người đứng lại quan sát, cái giá tiền này có chút vi diệu, để người ta phải phân vân, nếu người muốn mua lại có chút đau lòng, nếu bỏ đi có chút không cam tâm, dù sao trứng phối sủng lôi thần tướng hết sức hiếm thấy. Chu Văn cầm điện thoại thần bí, giả bộ chụp ảnh, nhìn thoáng qua thuộc tính của trứng truyền kỳ phối sủng lôi thần tướng, kết quả phát hiện đây là một lôi thần tướng có song kỹ năng, bên trong có một kỹ năng chính là lôi thần dẫn. Nếu có được kỹ năng lôi thần dẫn, dùng 200 vạn mua cũng đáng, nếu không có, mua loại phế vật, thực sự thua lỗ nặng. Lý Huyền cũng có chút ý động. Nếu như biết nó có kỹ năng lôi thần dẫn, còn có thể đến phi ngươi soi mói sao? Kỳ quái, trọng địa thánh thành, tại sao lại có tiếng chó sủa? Lý Huyền kinh ngạc nhìn về phía Chu Văn hỏi. Có thể nhà nào không có giữ tốt chó, để nó sống ra ngoài sủa bừa đi. Chu Văn tiếp một câu thiếu niên tóc vàng lập tức âm trầm xuống nhưng không có trở mặt chẳng qua lạnh lùng nói người đông khu đều không có giáo dưỡng sao người đông khu chúng ta chỉ có đi giáo dưỡng người khác lý huyền không cam lòng yếu thế nói rất tốt ta không cùng ngươi đấu võ mồm chờ tiến vào thánh địa chúng ta mới hảo hảo tính sổ sách thiếu niên tóc vàng nói mà không có biểu cảm gì phụng bồi tới cùng lý huyền nói xong cũng không để ý đến hắn nữa nhìn xem trứng phối sủng lôi thần tướng, lại nói với Chu Văn. Đáng tiếc Vương Lộc không ở nơi này, bằng không dùng vận khí của nàng, để cho nàng giúp ta mua, nhất định có thể ra lôi thần dẫn kỹ năng. Chỉ có 200 vạn mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không phải con số lớn, cực một thoáng cũng tốt, một phần vạn cực thắng, làm cái truyền kỳ đệ nhất công sủng, cũng đáng. Chu Văn âm thầm trợ giúp, hy vọng Lý Huyền có thể mua lôi thần tướng. Hắn đã có ba tiêu tiêu, hơn nữa lại còn nhặt được một thanh trúc đao, không thiếu vũ khí, nói đến phối sủng hệ công kích, hắn đã có biến dị ma hóa tướng, tuyệt đối không thua kém lôi thần tướng, không cần mua thêm nữa. Tốt, vậy cược một lần đi. Lý Huyền khẽ trắng răng, nhìn mọi người phía dưới, mua viên trứng phối sủng lôi thần tướng. Dùng 200 vạn mua một quả trứng phối sủng lôi thần tướng, ở đây quả nhiên không thiếu kẻ nhà giàu mới nổi. Có người chế giễu Lý Huyền. Trứng lôi thần tướng mặc dù hiếm thấy, nhưng xác suất tuôn ra lôi thần vẫn quá thấp, trên thị trường giá cả chỉ tầm 4-50 vạn mà thôi, giá 200 vạn thực sự quá mắc, cho nên nhiều người chỉ hiếu kỳ tới xem, chứ không ai thừa tiền mua. Lý Huyền không ngại, cùng Chu Văn, A Sinh cùng nhau đi dạo quầy hàng khác, hắn tới lần này mang theo rất nhiều tài sản, không thiếu tiền, liên tục đi mua trứng phối sủng. Người mua nhiều trứng phối sủng, làm sao có đủ thời gian đi ấp? Chu Văn cao mày nói. Bên ngoài ấp không được, vậy mang vào thánh địa, ngược lại chúng ta ít nhất phải trong thánh địa nghỉ ngơi 10 ngày, đến lúc đó sẽ có thời gian. Lý Huyền tự hồ đã sớm tính kỹ càng, có điều lời nói xoay chuyển, hắn còn nói thêm. Có điều trước khi tiến vào thánh địa, ta phải đem trứng phối sủng lôi thần tướng ấp, ta thực sự hiếu kỳ không biết có hay không nguyên khí kỹ lôi thần dẫn. Chính phủ liên bang đã chuẩn bị xong phòng ở, ba người Chu Văn chọn một phòng, Lý Huyền cũng chọn, sau đó bắt đầu ấp trứng lôi thần tướng. Chu Văn đã sớm biết kết quả, nên không hứng thú, ngồi xuống sofa trong phòng khách, dùng điện thoại thần bí kiểm tra trứng phối sủng U Dương Lam chuẩn bị cho hắn. Kim tinh giáp thú truyền kỳ cấp. Mệnh cách sắt thép thủ hộ. Lực lượng 19. Tốc độ 11. Thể phách 20. Nguyên khí 12. Kỹ năng thiên phú bách luyện thành cương. Phối hợp trạng thái áo giáp. Chỉ nhìn thuộc tính đã biết phối sủng này tuyệt đối thuộc đỉnh cấp truyền kỳ, hơn nữa thuộc loại phối sủng hệ phòng ngự, không thua kém tam nhãn kim cương lực sĩ. Mấu chốt chính là phối hợp trạng thái của kim tinh giáp thú, là áo giáp, cái này là đồ vật bảo mệnh U Dương Lam cho hắn. Trúng! Trúng! Không nghĩ tới Lý Huyền ta cũng có hôm nay. Lão Chu! Lôi thần tướng song kỹ năng. Một cái kỹ năng bên trong là lôi thần dẫn. Lý Huyền cầm lấy một thanh cự kiếm lôi điện vần quanh từ trong phòng chạy ra, hưng phấn kêu lên. Ngươi sẽ không muốn để toàn thế giới đều biết ngươi có được một đầu lôi thần tướng. Chu Văn im lặng nói. Biết thì làm sao? Lý Huyền ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại cực nhanh đem lôi thần tướng thu vào, không có người biết rõ tình huống, lôi thần tướng là đòn sát thủ cực tốt. Hai người làm một chút công tác chuẩn bị, cùng A Sinh cáo biệt về sau, chuẩn bị đi cửa vào thánh địa. Đi trễ một chút đi, chờ hết 24 giờ hãng đi vào, thời điểm này có thể tránh đại bộ phân tuyển thủ, bọn hắn vì cướp đoạt tư cách, sẽ không chờ lâu như vậy. A à Sinh nói. Cũng tốt. Chu Văn có tính nhẫn nại, nên không có nóng nảy. Lý Huyền mặc dù có chút xem thường, có điều vẫn nhẫn nại chờ Chu Văn cùng đi. Chu Văn trước đó có nói qua Lý Huyền không nên cùng chính mình đi chung, miễn cho hắn cũng bị hậu đại lục đại anh hùng ghi hận, Lý Huyền lại không hề để tâm chỉ nói muốn đi vào chung. Phương thức tiến vào thánh địa, làm Chu Văn có chút hoài nghi, hắn cùng Lý Huyền đứng phía trên cột đá, cái cột đá như thang máy đi chậm chậm xuống. Nguyên bản Chu Văn cho rằng thánh địa nằm dưới mặt đất, đứng trên cột đá đi xuống độ sâu không biết bao nhiêu, Chu Văn đột nhiên cột đá dưới chân không còn, sau đó phát hiện thân thể mình trên không trung, bốn phía đều là phiêu miểu mây trắng, dưới chân là sơn xuyên đại địa. Làm sao có thể vừa rồi rõ ràng chìm xuống phía dưới, đi vào lòng đất? làm sao lại lên trên không? Trong lòng Chu Văn giật mình, đánh giá đại địa phía dưới, rất nhanh phát hiện, khu vực phía dưới không phải là phạm vi thánh thành. Phụ cận thánh thành không có núi, mà phía dưới khắp nơi đều có dãy núi liên tục không dứt. Lý Huyền không có mệnh cách đại ma thần, không có năng lực huyền không, cho nên hắn không giống Chu Văn dò xét hoàn cảnh bốn phía, trực tiếp triệu hoán ra một đầu cự ưng, rơi trên lưng cự ưng, đồng thời hướng về phía Chu Văn bay qua, đem Chu Văn kéo lên lưng cự ưng. Thần kỳ quá đi, thánh địa này là một địa phương thần kỳ, không biết thánh địa ở địa phương nào, càng không nghĩ nó ở trên không trung. Lý Huyền nhìn xem bốn phía núi non sông ngòi nói ra. Ngươi muốn đi tòa thánh địa nào? Chu Văn hỏi. Ta tu luyện Tiên Thiên Bất Bại thần công, nguyên khí quyết đối ứng là Tiên Thiên vô cực thể chất, ta muốn đi Tiên Thiên Thánh điện. Lý Huyền hỏi ngược. An gia phái ngươi đến, tám chín phần cho ngươi tu luyện xạ nhật quyết như vậy ngươi chắc hẳn đi tới thái dương thần điện ta lại nhìn nguyên khí quyết của ngươi không có giống tu luyện xạ nhật quyết ta không tu luyện xạ nhật quyết cho nên đi đâu cũng được ngươi đã đi tiên thiên thánh điện ta đành phải đi tới địa phương khác thử vận vậy chu văn tự nhiên không nguyện ý cùng lý huyền tranh đoạt mỗi một loại thể chất chỉ chọn một người nếu chu văn đoạt lý huyền khẳng định không có được vậy chúng ta về sau ở nơi nào gặp mặt lý huyền hỏi Ta tạm thời không có ý định muốn đi đâu, nếu không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, sau khi tranh đoạt kết thúc, chúng ta gặp mặt ở bên ngoài." Chu Văn nghĩ rằng mình muốn cướp đoạt đặc thù thể chất, sợ không thể tránh khỏi một cuộc chiến với hậu đại lục đại anh hùng, không muốn Lý Huyền cuốn vào chuyện này. "Đã như vậy, ta đây cùng ngươi đi tìm thánh điện thích hợp, ngược lại khảo thí có thời gian 10 ngày, lúc nào đi đều như thế, ta cũng không nóng nảy." Lý Huyền cười một cái nói, Chu Văn thấy Lý Huyền khăng khăng muốn cùng hắn cùng một chỗ hành động, đành phải nói ra. Vậy chúng ta cùng đi tới tiên thiên thánh điện nhìn một cái đi. Đi. Lý Huyền cũng không khách khí, để cự ưng hướng về phương đông bay đi. Vừa bay ra ngoài không bao xa, thấy có mười mấy người cưỡi phối sủng hệ phi hành, người cầm đầu, Chu Văn còn nhớ rõ hắn, thánh đồ ước hàng nhà tạp bội. Chu Văn, ngươi cho rằng đi vào muộn, có thể thoát khỏi kiếp nạn này sao? ước hàng cưỡi một đầu bay sư tới lạnh lùng nhìn chằm chằm chu văn nói thời điểm nói chuyện mười mấy người kia từ bốn phương tám hướng vây quanh chu văn và lý huyền ước hàng muốn phụ thù ta tùy thời có thể có thể phụng bồi chu văn nháy mắt lý huyền lý huyền lập tức ngầm hiểu khống chế cự ưng hướng mặt đất đi xuống muốn chạy không khỏi quá ngây thơ rồi ước hàng cười lạnh một tiếng trực tiếp ra lệnh một tiếng mười mấy người cùng phối sủng đồng thời phát động công kích Chu Văn không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra ba tiêu phiến, dùng thái âm phong quạt tới ước hàng. Lần trước do ta chủ quan không có phòng bị, mới khiến tên tiểu nhân ngươi âm thầm sử dụng phối sủng đánh lén thành công, lần này ngươi đừng hòng thoát. Ước hàng rõ ràng đến có chuẩn bị, thấy Chu Văn dùng thái âm phong đập tới, vậy mà không cuốn cùng, cũng không có ý tứ muốn tránh né. Thái âm phong phun đến trước mặt ước hàng, vậy mà giống gặp một cổ bình chướng vô hình, vậy mà từ phun ra ngoài hai bên của ước hàng, không thể làm bị thương ước hàng cùng phối sủng của hắn chút nào. Chu Văn hơi có chút kinh ngạc, trong lòng cảm thấy kỳ quái, tuy nhiên không có thời gian khiến cho hắn đi suy tư nguyên nhân, mặt khác công kích của mười mấy người cùng phối sủng đã bao phủ xuống, cơ hồ phong kính hết thảy đường lui. Chu Văn đang chuẩn bị muốn liều mạng, nhưng đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng tiếng chim hót non nớt, thanh âm này ở bên tai của hắn vang lên, chính là tiểu điểu. Cái tên này một mực đi theo Chu Văn, đứng trên bờ vai Chu Văn, sau tiếng hóc vừa rồi, lập tức một nửa trong số mười mấy con phối sủng hệ phi hành kia, đột nhiên mất khống chế, đội hình loạn hết lên. Chu Văn nhìn kỹ, biết chắc chắn đây là công lao của tiểu điểu, bởi những con phối sủng bị ảnh hưởng, đều thuộc giống chim, chỉ một số ít giống sư thú của ước hàng, không có chịu ảnh hưởng. Đội hình đối phương đại loạn, mặc dù vẫn có mấy người công tới, có điều đã xuất hiện nhiều lỗ trống. Lý Huyền khống chế sự ưng lao ra khỏi vòng vây, hướng về phụ cận một ngọn núi bay đi. Truy Ước hàng cắn răng đuổi theo, mười mấy đệ tử hậu đại lục đại anh hùng, cũng đuổi sát theo. Ước hàng, ngươi thật sự muốn cùng ta không chết không thôi. Chu Văn đứng trên lưng cự ưng, nhìn chầm chầm vào ước hàng đang đuổi theo sát. Ngươi không cần chết, chúng ta hết sức công đạo, năm đó An Thiên Tá đã thương người gia tộc bọn ta, hiện tại ngươi đại biểu An Gia tới, chúng ta cũng hết sức công bằng, chỉ phế đi nguyên khí hải của ngươi, đem ngươi đánh thành tàn phế là đủ. Ước hàng lạnh giọng nói. Năm đó An Thiên Tá đã phế qua người nhà của các ngươi một lần, không nên ép ta làm chuyện giống vậy. Chu Văn nhìn ước hàng nói. Ha ha, ngươi tưởng ngươi là An Thiên Tá sao ngươi chẳng qua là tên ngốc đại biểu An Gia tới đây thôi, chỗ dựa của ngươi chỉ là đám phối sủng, đối với ta hoàn toàn vô dụng. Bây giờ ngươi dựa vào cái gì dám ở trước mặt ta lớn lối như thế? Ước Hàng tay cầm trường kiếm, bắt đầu ngưng tụ thẩm phán chi quan, chuẩn bị trên không trung trực tiếp đem bọn người Chu Văn giải quyết hết, không cho cơ hội trốn về mặt đất. Chu Văn không nói gì nữa, chẳng qua mang trúc đao đem ra, một tay nắm vỏ đao, một tay nắm chui đao, đối sau lưng Lý Huyền nói một câu ngươi đi trước, sau đó trực tiếp nhảy lên một cái, lăng không bay về phía ước Hàng đang ở sông tới. Lão Chu, ngươi làm gì? Lý Huyền giật nảy cả mình, hiện tại muốn ngăn cản Chu Văn cũng không kịp rồi muốn chết. Ước hàng biết rõ trên bầu trời tác chiến, nếu như không có phối sủng hệ phi hành, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, để người ta tùy ý chém giết, nên không do dự, trường kiếm trong tay đột nhiên trảm ra, hóa thành một đạo kiếm quan to lớn, lăng không chém về phía Chu Văn đang lăng không tới. Mấy thanh niên trẻ tuổi đằng sau, cũng sử dụng nguyên khí kỹ của mình, phối hợp với ước hàng, cùng nhau vây giết Chu Văn, trên bầu trời vô số đạo quang mang dăng kính khắp nơi, cơ hồ phong kính hết đường chạy của Chu Văn đừng nói hiện tại đang ở trên không ngay cả bên dưới mặt đất cũng khó có thể thoát được nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha